Tâm vô tận trụ tất cả kiếp, tâm rốt ráo hướng nhập thập lực của Như Lai. Thiện tài đồng tử, một, sinh khởi tâm rộng lớn, đồng cõi hư không. Hai, tâm vô ngại xả bỏ tất cả cõi, lìa tất cả mọi sự chấp trước. Ba, tâm vô ngại tu hành khắp tất cả pháp vô ngại. Bốn, tâm vô ngại vào khắp tất cả biển mười phương. Năm, tâm thanh tịnh vào khắp cảnh giới nhất thiết trí. Sáu, tâm thấu rõ, quan sát đạo tràng trang nghiêm. Bảy, tâm rộng lớn vào được tất cả biển Phật pháp. Tám, tâm khắp cùng, giáo hóa tất cả cõi chúng sinh. Chín, tâm vô lượng, thanh tịnh tất cả cõi nước. Mười, tâm vô tận, trụ trong tất cả kiếp. 11. Tâm rốt ráo hướng nhập thập lực của Như Lai. Khi thiện tài đồng tử khởi tâm như vậy, thì do nhờ sức căn lành của mình, sức tất cả Như Lai gia bị, sức đồng căn lành của Bồ Tát Phổ Hiền, nên thấy được 10 tướng điểm lành. Khi thiện tài đồng tử khởi 11 thứ tâm như vậy, thì do nhờ sức căn lành của mình, được sức lực tất cả 10 chư Phật 10 phương ba đời gia bị, cùng với sức đồng căn lành của Bồ Tát Phổ Hiền, nên thấy được 10 tướng điểm lành. Những gì là 10? Đó là thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả Như Lai thành chánh đẳng giác. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh không có các đường ác. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh dùng các hoa sen đẹp làm nghiêm sức. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh thân tâm thanh tịnh. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm đủ thứ các báu. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh các tướng nghiêm thân. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, các mây trang nghiêm dùng che phủ phía trên. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh hữu tương khởi tâm từ, lợi ích nhau, chẳng não hại nhau. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, đạo tràng trang nghiêm. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh tâm thường niệm. Tâm thường niệm Phật, đó là 10. Những gì là 10 tướng điểm lành? Đó là 1. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chư Phật thành chánh đẳng giác. 2. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh không có các đường ác. 3. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh dùng các hoa sen đẹp làm nghiêm sức. 4. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh thân tâm đều thanh tịnh. 5. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm đủ thứ các báu. 6. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh các tướng nghiêm thân. 7. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, các mây trang nghiêm dùng che phủ phía trên. 8. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh hữu tương khởi tâm từ, lợi ích nhau, chẳng não hại nhau. 9. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả đạo tràng đều thanh tịnh trang nghiêm. 10. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh tâm thường niệm Phật, đó là 10 tướng điểm lành. Lại thấy 10 thứ tướng quang minh. Những gì là 10? Đó là thấy hết thảy hạt bụi của tất cả thế giới, trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây lưới quang minh của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới chiếu sáng khắp cùng. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây quang minh luân của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đủ thứ sắc tướng khắp cùng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây Phật sắc tượng báu, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới khắp cùng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây Phật quang diệm luân, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới khắp cùng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây các hương thơm, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới khắp cùng mười phương khen ngợi tất cả hạnh nguyện biển đại công đức của Phổ Hiền. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây nhật nguyệt tinh tú, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới đều phóng quang minh Bồ Tát Phổ Hiền chiếu sáng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây tất cả chúng sinh thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới phóng quang minh Phật chiếu sáng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây tất cả Phật sắc tượng mani, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới khắp cùng pháp giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây Bồ Tát thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới đầy rẫy pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được xuất ly sở nguyện đầy đủ. Trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây Như Lai thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới nói thệ nguyện rộng lớn của tất cả chư Phật khắp cùng pháp giới, đó là 10. Thiện tài đồng tử lại thấy 10 thứ tướng quang minh cát tường. Những gì là 10 tướng quang minh cát tường? Đó là 1. Ở trong định thấy hết thảy hạt bụi của tất cả thế giới, chẳng phải là một thế giới mà là hết thảy thế giới. Do đó có câu: thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, hết thảy hạt bụi trong tất cả thế giới, cứu kính có bao nhiêu hạt bụi, chẳng ai biết được. Dù dùng máy vi tính cũng không thể nào tính đếm được số mục chính xác. Trong nhiều hạt bụi như vậy, mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây lưới quang minh của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Cảnh giới số mục này cũng không thể nghĩ bàn được.
Những mấy lưới quang minh của Phật đó chiếu sáng khắp cùng mười phương thế giới. Hai, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mấy quang minh luân của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, có hình tướng không thực chất gọi là luân, mây thấy ở trước thì có, xúc chạm thì không gọi là mây, có đủ thứ sắc tướng, tận hư không khắp pháp giới, chẳng chỗ nào mà chẳng khắp cùng. Ba, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây Phật sắc tượng báu, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng khắp cùng pháp giới. Bốn, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây Phật quang diệm luân, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng khắp cùng pháp giới. Năm, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây các hương thơm, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng khắp cùng mười phương. Trong đủ thứ các hương thơm đó, diễn diệu pháp âm, thè lưỡi rộng dài, khen ngợi tất cả hạnh nguyện biển đại công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Sáu, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây nhật nguyệt tinh tú, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới đều phóng ra quang minh Bồ Tát Phổ Hiền, chiếu sáng pháp giới. Bảy, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây tất cả chúng sinh thần sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới phóng quang minh của Phật chiếu sáng pháp giới. Tám, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây tất cả Phật sắc tượng ma ni, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới cũng khắp cùng pháp giới. Chín, trong mỗi mỗi hạt bụi xuất hiện mây Bồ Tát thần sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới đẩy dẫy pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi ba cõi, nguyện đã phát ra đều được đầy đủ. Mười, trong mỗi mỗi hạt bụi lại xuất hiện mây Như Lai thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới diễn nói thệ nguyện rộng lớn của tất cả chư Phật, cũng khắp cùng pháp giới, đó là mười thứ tướng quang minh. Đạo lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói diệu không thể tả, đây là pháp thần đại sĩ ở trong định của Phật nói diệu pháp. Chúng ta phàm phu có được cơ hội này, nghe được diệu pháp này thật là do căn lành đã trồng thuở xưa. Bằng không, cho đến tên Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật e rằng cũng không được nghe. Đừng nói là nghe được kinh văn. Chúng ta nghe được Kinh Hoa Nghiêm rồi, mỗi người nên mở tâm rộng lớn đến tận hư không khắp pháp giới. Đừng có tâm nhỏ hẹp như thế, chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác. Chúng ta phóng tâm lượng này cho rộng lớn, dùng được tất cả mọi việc. Đừng có so đo tính toán, ví như việc mè lẫn lộn với đậu, không thể dung chứa được thì làm sao có sự thành tựu. Phải có tinh thần xả mình vì người, phải vì tất cả chúng sinh mà phục vụ, phải vì tất cả chúng sinh mưu phước lợi. Đó mới là bổn hoài của Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ thiện tài đồng tử thấy mười thứ tướng quang minh đó rồi bèn nghĩ như vậy. Này tôi chắc sẽ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền sẽ tăng ít căn lành. Thấy được tất cả chư Phật, nơi cảnh giới rộng lớn của các đại Bồ Tát, sinh ra sự hiểu biết quyết định, đắc được nhất thiết trí. Lúc đó, hiện tại đồng tử thấy được mọi thứ tướng quang minh đó rồi, bèn nghĩ như vậy. Hiện tại chắc chắn tôi sẽ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, ngài hay tăng ít căn lành của tôi. Tại sao thấy được Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ tăng ít căn lành? Vì thấy được oai lực thần thông trí huệ từ bi hỷ xả, đủ thứ sức lực của Bồ Tát Phổ Hiền thật là không thể nghĩ bàn, nhờ đó mà phát khởi Bồ Đề tâm hướng về Bồ Tát Phổ Hiền tu học. Do đó có câu kiến hiền tư tề, thấy người hiền thì nghĩ làm cho bằng được họ. Muốn làm được như Bồ Tát Phổ Hiền, dùng Bồ Tát Phổ Hiền làm mô phạm, có căn lành rồi mới thấy được tất cả chư Phật. Trong cảnh giới rộng lớn của các đại Bồ Tát hay sinh ra sự hiểu biết quyết định, đắc được nhất thiết trí huệ chân thật. Hiện tại tôi cảm thấy những việc làm trước kia có nhiều chỗ không đúng, sao lại không đúng? Vì Phật giáo đề xướng vô ngã, không có cái ta, nhưng tôi thường có tư tưởng về cái ta. Vì tồn tại cái ta nên chẳng tồn tại có người, bổn lai nên quên người, không có cái ta mới đúng. Nhưng tôi có cái ta mà không có người, quên mất người. Không biết những người khác ở trong Phật giáo cũng làm rất nhiều việc, đây là quan niệm sai lầm, cũng là việc khiến cho tôi áy náy. Hiện tại Phật giáo ở Tây Phương mới bắt đầu, mọi người phải cùng nhau nỗ lực, đoàn kết với nhau để ủng hộ Phật giáo, đồng tâm hiệp lực để ủng hộ Phật giáo. Càng không thể phân tông chia phái, càng không thể phân biệt quốc tịch, chủng tộc, phàm là Phật giáo, bất luận là Đại Thừa hoặc là Tiểu Thừa, đều phải đoàn kết lại với nhau, cùng hành thực tiễn để ủng hộ Phật giáo, khiến cho Phật giáo phát triển vững mạnh. Mọi người phải buông bỏ cái ta người một thể, chẳng phân biệt đó đây. Việc của người khác làm giống như chính mình làm, việc của mình làm giống như việc của người khác làm, chẳng có phân biệt ta người. Như vậy thì tiền đồ Phật giáo sẽ không có hạn lượng. Mọi người phải lấy thân làm khuôn phép, vì Phật giáo làm mô phạm, dùng mô phạm từng chút để cảm hóa người khác. Ngàn vạn đừng có dùng thế lực để đàn áp người khác, nên khiến cho họ kính trọng đức của mình, chứ chẳng phải là sợ thế lực của mình. Điểm này hy vọng mọi người nên ý thức rõ ràng. Chúng ta phải y chiếu Phật lý mà đi làm, đừng biểu hiện tác phong tự đại cho rằng mình giỏi hơn mọi người.
Nếu có biểu hiện đó, tức là thấy cái ta, chấp cái ta, tướng ta, ngã mạn đều chẳng không, có thấy cái ta, chấp cái ta, tướng ta, ngã mạn tồn tại, thì đó là chướng ngại vật của Phật giáo, khiến cho Phật giáo dần dần suy yếu, trở thành tội nhân của Phật giáo. Chúng ta phải lấy sự phục hưng Phật giáo làm trách nhiệm của mình, làm cho Phật giáo phát triển, làm sứ mạng của mình, chịu khổ chịu cực vì Phật giáo mà nỗ lực, cam tâm tình nguyện vì Phật giáo mà hy sinh, vì Phật giáo mà làm công việc, vì Phật giáo mà tuyên truyền, chẳng có tơ hào xí đồ, chẳng có chút kỳ thị. Mọi người ai ai cũng nghĩ như thế thì Phật giáo làm gì mà chẳng phục hưng. Chúng ta phải giữ gìn tông chỉ, người khác sai lầm tức là mình sai lầm. Nếu nghĩ được như thế thì sẽ không có tâm phân biệt, cũng không có tâm kỳ thị. Tôi thường nói, hãy thật nhận lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Nếu các vị chiếu theo đó mà làm thì nhất định sẽ hòa bình với nhau, tuyệt đối không có tâm đấu tranh. Do đó có câu, mọi việc đều trôi qua, nóng giận khó hóa giải. Thật không sinh nóng giận, sẽ được báo vô giá. Nếu lại không giận người, mọi việc đều trôi qua, phiền não sẽ không sinh, oan nghiệt làm gì có. Thường nhìn người không đúng, khổ mình vẫn chưa nguôi. Vì quá khứ mình thường thấy người không đúng cho nên mình rất đau khổ. Hiện tại mình nhìn người đúng cho nên mình rất an lạc. Khẩu đầu thiền của tôi là tất cả đều ok, thì sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hành thông. Bấy giờ thiện tài khắp nhiếp các căn, một lòng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền, khởi đại tinh tấn, tâm không thối chuyển. Liền dùng phổ nhãn quan sát mười phương tất cả chư Phật, các chúng Bồ Tát, cảnh giới thấy được, đều nghĩ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng mắt trí huệ quán khắp đạo Phổ Hiền, tâm rộng lớn như hư không, đại bi kiên cố như kim cang, nguyện hết thuở vị lai, thường được đi theo Bồ Tát Phổ Hiền, niệm niệm tùy thuận, tu hạnh Phổ Hiền, thành tựu trí huệ, nhập vào cảnh giới Như Lai, trụ bậc Phổ Hiền. Lúc đó thiện tài khắp nhiếp thần tâm, khiến cho các căn giữ quy củ, không phóng dật, y chiếu Phật pháp để tu trì, một lòng một dạ muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền, sinh khởi tâm đại tinh tấn, vĩnh viễn không thối chuyển. Liền dùng phổ nhãn để quan sát khắp mười phương tất cả chư Phật và các chúng Bồ Tát, thấy được những cảnh giới vị Phật đó, vị Bồ Tát đó, tự nghĩ rằng đó đều là pháp thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng mắt trí huệ quan sát khắp đạo Bồ Tát Phổ Hiền, tâm ngài rộng lớn như hư không, tâm đại bi kiên cố như kim cang, nguyện hết thuở vị lai, thường được đi theo Bồ Tát Phổ Hiền học tập, niệm niệm tùy thuận Bồ Tát Phổ Hiền, tu học đại hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu đại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, nhập vào cảnh giới Như Lai, trụ bậc Phổ Hiền. Bấy giờ thiện tài đồng tử liền thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chúng hội trước Đức Như Lai, ngồi tòa sư tử hoa sen báu, các chúng Bồ Tát cùng vây quanh, thủ đặc nhất thế gian không ai bằng, trí huệ cảnh giới vô lượng vô biên, khó dò khó nghĩ, đồng với chư Phật ba đời, tất cả Bồ Tát không thể quán sát được. Lúc đó thiện tài đồng tử liền thấy được Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chúng hội trước Đức Phật, ngồi tòa sư tử hoa sen báu, có các chúng Bồ Tát cùng vây quanh, hiện ra pháp tướng thủ thắng đặc biệt nhất, trên thế gian không ai bằng ngài được. Cảnh giới trí huệ của ngài vô lượng vô biên, không dễ gì dò đường được, không dễ gì nghĩ bàn được. Đồng với cảnh giới chư Phật ba đời, tất cả Bồ Tát không thể quan sát được kiêu kính trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền như thế nào. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện mây quang minh, nhiều như số hạt bụi, tất cả thế giới, khắp pháp giới hư không giới, tất cả thế giới, trừ diệt khổ hoạn của tất cả chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát sinh đại hoan hỷ. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây đủ thứ sắc hương diệm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, sống khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây tạp hoa, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các hoa đẹp, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây hương thụ, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các hương thơm, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây y đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các y đẹp, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thiện tài đồng tử thấy trên thân của Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra 20 thứ thần mây, một trong mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra mây quang minh nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, khắp pháp giới hư không giới, tất cả thế giới, trừ diệt khổ hoạn của tất cả chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát sinh đại hoan hỷ. Hai, lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây đủ thứ sắc hương diệm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, sông các pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật.
Bà lại thấy mỗi mỗi lỗ trần lồng xuất hiện mây tạp hoa, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các hoa đẹp, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. 4. Lại thấy mỗi mỗi lỗ trần lồng xuất hiện mây hương thụ, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các hương thơm, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. 5. Lại thấy mỗi mỗi lỗ trần lồng xuất hiện mây y đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các y đẹp khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây cây báu, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống báu mani khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây thân trời sắc giới, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp pháp giới khen ngợi Bồ Đề tâm. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện mây thân trời phạm thiên, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khuyến thỉnh Như Lai chuyển bánh xe pháp. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lồng xuất hiện mây thần thiền chủ dục giới, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, hộ trì pháp luân của tất cả Như Lai. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lồng trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật ba đời, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Vì các chúng sinh, những người không chỗ quay về thì làm chỗ quay về, những người không chỗ che hộ thì làm chỗ che hộ, những người không chỗ nương tựa thì làm chỗ nương tựa. 6. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lồng xuất hiện mây cây báu, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống báu mani khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng của chư Phật. 7. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lồng xuất hiện mây thân trời sắc giới, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đẩy khắp pháp giới khen ngợi Bồ Đề tâm. 8. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lồng xuất hiện mây thân trời phạm thiên, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp. 9. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lồng xuất hiện mây thân thiền chủ dục giới, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, hộ trì pháp luân của tất cả chư Phật. 10. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lồng trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật ba đời, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Vì các chúng sinh, những người không chỗ quay về thì làm chỗ quay về, những người không chỗ che hộ thì làm chỗ che hộ, những người không chỗ nương tựa thì làm chỗ nương tựa. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lồng trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Chư Phật xuất hiện ra đời ở trong đó, chúng hội Bồ Tát đều đầy rẫy. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lồng trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, bất tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh thuần nhiễm đều được thanh tịnh. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thân chúng sinh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Tùy chúng sinh đáng được giáo hóa, đều khiến cho họ phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 11. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật thành tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Chư Phật xuất hiện ra đời ở trong đó, chúng hội Bồ Tát đều đầy rẫy. 12. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, chẳng thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh. 13. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh. 14. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho chúng sinh thuần nhiễm đều được thanh tịnh. 15. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần chúng sinh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới. Tùy chúng sinh đáng được giáo hóa, đều khiến cho họ phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khen ngợi đủ thứ danh hiệu của chư Phật, khiến cho các chúng sinh tăng trưởng căn lành. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, tuyển dường tất cả chư Phật Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm sinh ra căn lành. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, trong mỗi mỗi cõi Phật, tất cả cõi Phật, tuyên dương biển nguyện của tất cả Bồ Tát và diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây hạnh Bồ Tát Phổ Hiền,
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho tất cả chúng sinh tâm được đầy đủ, tu tập đầy đủ đạo nhất thiết trí. Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần chánh giác, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, ở trong tất cả cõi Phật hiện thành chánh giác, khiến cho các Bồ Tát tăng trưởng đại pháp thành nhất thiết trí. 16. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khen ngợi đủ thứ danh hiệu của chư Phật, khiến cho các chúng sinh tăng trưởng căn lành. 17. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, tuyên dương tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát Bồ Đề tâm sinh ra căn lành. 18. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, trong mỗi mỗi cõi Phật, tất cả cõi Phật, tuyên dương biển đại nguyện của tất cả Bồ Tát và diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 19. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho tất cả chúng sinh tâm được đầy đủ, tu tập đầy đủ đạo nhất thiết trí. 20. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông trong niệm niệm xuất hiện mây thần chánh giác, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, ở trong tất cả cõi Phật hiện thành chánh giác, khiến cho các Bồ Tát tăng trưởng đại pháp thành tựu nhất thiết trí. Bây giờ thiện tài đồng tử thấy cảnh giới thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, khắp thân tâm hoàn hỷ, vui mừng vô lượng. Lại quan sát mỗi mỗi phần thân Bồ Tát Phổ Hiền, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có 3.000 đại thiên thế giới, phong luân, thủy luân, địa luân, hỏa luân, biển cả sông ngòi và các núi báu tu di, thiết vi, thôn xóm, thành ấp, cung điện, vườn tược, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi Diêm La Vương, thiên long, bát bộ, người chẳng phải người, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió mây, điện chớp, ngày đêm, tháng giờ và năm kiếp, chư Phật ra đời, Bồ Tát chúng hội, đạo tràng trang nghiêm, những việc như vậy thảy đều thấy rõ. Như thấy thế giới này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều thấy như vậy. Như thấy hiện tại mười phương thế giới, thuở trước thuở sau, tất cả thế giới cũng thấy như vậy, mỗi thứ khác biệt chẳng tạp loạn nhau. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy cảnh giới thần thông tự tại trên thân của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, thần cũng hoan hỷ, tâm cũng hoan hỷ, vui mừng vô lượng. Thiện tài đồng tử lại quan sát mỗi mỗi phần thân Bồ Tát Phổ Hiền, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có 3.000 đại thiên thế giới, phong luân, thủy luân, địa luân, hỏa luân, biển cả sông ngòi và các núi báu, núi tu di, núi thiết vi, thôn xóm, thành ấp, cung điện, vườn tược, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi Diêm La Vương, thiên long, bát bộ, người chẳng phải người, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió mây, điện chớp, ngày đêm, tháng giờ và năm kiếp, chư Phật ra đời, Bồ Tát chúng hội, đạo tràng trang nghiêm, đủ thứ những cảnh giới như vậy, hiện tại đồng tử thầy đều thấy rõ ràng, chẳng có sự tạp loạn. Như thấy ở thế giới này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều thấy như vậy, như thấy hiện tại mười phương thế giới, thuở trước thuở sau tất cả thế giới cũng thấy như vậy, tuy nhiên mỗi thứ đều khác nhau, chẳng tạp loạn nhau. Như ở chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai này thì hiện sức thần thông như vậy. Ở phương đông thế giới Liên Hoa Đức, chỗ Đức Phật hiện thủ, hiện sức thần thông cũng là như thế. Như chỗ Đức Phật hiện thủ như vậy, phương đông tất cả thế giới, như phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới, tất cả thế giới, chỗ các Đức Như Lai thì hiện sức thần thông cũng đều như thế. Như mười phương tất cả thế giới, như vậy mười phương tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi đều có pháp giới chư Phật chúng hội. Ở chỗ mỗi mỗi vị Phật, Bồ Tát Phổ Hiền đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen báu, hiện sức thần thông cũng đều như thế. Trong mỗi mỗi thân của Bồ Tát Phổ Hiền đó đều hiện tất cả cảnh giới ba đời, tất cả cõi Phật, tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng Bồ Tát và nghe lời nói của tất cả chúng sinh, lời nói của tất cả chư Phật, tất cả Như Lai chuyển bánh xe pháp, tất cả Bồ Tát thành tựu các hạnh, tất cả Như Lai du hí thần thông. Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ đạo tràng Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai thị hiện sức thần thông như vậy. Ở phương đông thế giới Liên Hoa Đức, chỗ đạo tràng của Đức Phật hiện thủ thị hiện sức thần thông cũng lại như thế. Nhờ sức thần thông thị hiện ở chỗ đạo tràng của Đức Phật hiện thủ như vậy, ở phương đông tất cả thế giới, đạo tràng của tất cả chư Phật cũng đều như thế. Chẳng những phương đông như thế mà ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Đông Bắc, phương Tây Bắc, phương trên, phương dưới, tất cả thế giới, chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật thì hiện sức thần thông cũng đều như thế. Như mười phương tất cả thế giới, như vậy mười phương tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi đều có pháp giới chư Phật chúng hội đạo tràng.
Ở chỗ đạo tràng của mỗi mỗi vị Phật đều có Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên tòa sư tử hoa sen báu, hiện sức đại oai đức, sức đại thần thông, mười phương cũng đều như thế. Trong mỗi mỗi thân của Bồ Tát Phổ Hiền đó đều thể hiện tất cả cảnh giới ba đời, tất cả cõi Phật, tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng Bồ Tát và nghe lời nói của tất cả chúng sinh, lời nói của tất cả chư Phật, tất cả Như Lai chuyển bánh xe pháp, tất cả Bồ Tát thành tựu các hạnh, tất cả Như Lai du hí thần thông. Những cảnh giới đó đều hiện ra trong thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Thiện tài đồng tử thấy sức đại thần thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, liền đắc được 10 thứ trí ba la mật. Những gì là 10? Đó là trong niệm niệm trí ba la mật đều khắp cùng tất cả cõi Phật, trong niệm niệm trí ba la mật đều đi đến chỗ tất cả chư Phật, trong niệm niệm trí ba la mật đều cúng dường được tất cả Như Lai, trong niệm niệm trí ba la mật khắp ở chỗ tất cả các Như Lai nghe pháp thọ trì, trong niệm niệm trí ba la mật suy ngẫm pháp luân của tất cả Như Lai, trong niệm niệm trí ba la mật biết việc đại thần thông không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật, trong niệm niệm trí ba la mật nói một câu pháp hết thuộc vị lai biện tải vô tận, trong niệm niệm trí ba la mật dùng bát nhã thâm sâu quán tất cả pháp, trong niệm niệm trí ba la mật vào biển thật tướng của tất cả pháp giới, trong niệm niệm trí ba la mật biết tâm tất cả chúng sinh, trong niệm niệm trí ba la mật huệ hạnh phổ hiền đều hiện tại tiền. Thiện tài đồng tử thấy sức đại thần thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy rồi, liền đắc được 10 thứ trí ba la mật. Những gì là 10 thứ trí ba la mật? Đó là 1. Trong niệm niệm trí ba la mật đều khắp cùng 10 phương tất cả cõi Phật. 2. Trong niệm niệm trí ba la mật đều đi đến chỗ đạo tràng 10 phương tất cả chư Phật. 3. Trong niệm niệm trí ba la mật đều cúng dường được tất cả chư Phật. 4. Trong niệm niệm trí ba la mật khắp ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật nghe pháp thọ trì. 5. Trong niệm niệm trí ba la mật suy ngẫm pháp luân của tất cả chư Phật. 6. Trong niệm niệm trí ba la mật biết việc đại thần thông không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật. 7. Trong niệm niệm trí ba la mật nói một câu pháp hết thuở vị lai biện tài vô tận. 8. Trong niệm niệm trí ba la mật dùng bát nhã thâm sâu quán tất cả pháp. 9. Trong niệm niệm trí ba la mật vào biển thật tướng của tất cả pháp giới. 10. Trong niệm niệm trí ba la mật biết tâm niệm của tất cả chúng sinh. 11. Trong niệm niệm trí ba la mật huệ hạnh của Phổ Hiền đều hiện tại tiền. Thiện tài đồng tử đắc được như vậy rồi, Bồ Tát Phổ Hiền liền duỗi tay phải giơ đầu thiện tài, giơ đầu rồi thiện tài liền đắc được môn tam muội nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Mỗi môn tam muội đều có các tam muội nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật làm quyến thuộc. Mỗi mỗi tam muội đều thấy biển chư Phật nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật mà xưa kia chưa từng thấy. Tích tập trợ đạo cụ nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Sinh ra pháp thượng diệu nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Phát đại thệ nguyện nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Vào biển đại nguyện, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Trụ đạo xuất yếu nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Tu Bồ Tát hạnh, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Khởi đại tinh tấn nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Đắc được quang minh thanh tịnh nhất thiết trí, nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Thiện tài đồng tử đắc được 11 thứ trí huệ ba la mật như vậy rồi, Bồ Tát Phổ Hiền liền duỗi tay phải giơ đầu thiện tài đồng tử, giơ đầu rồi thiện tài đồng tử liền đắc được môn tam muội nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Mỗi môn tam muội đều có các tam muội nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật làm quyến thuộc. Trong mỗi mỗi tam muội đều thấy biển chư Phật nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật mà xưa kia chưa từng thấy. Tích tập trợ đạo cụ nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Sinh ra pháp thượng diệu nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Phát khởi đại thệ nguyện nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Vào biển đại nguyện nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Trụ đạo xuất yếu nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Tu hành Bồ Tát hạnh nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Khởi đại tinh tấn nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Đắc được đại quang minh thanh tịnh nhất thiết trí nhiều nhất số hạt bụi tất cả cõi Phật. Những vấn đề này rất quan trọng, mọi người phải chú ý lắng nghe, phải nghiên cứu kỹ càng. Thiện tài đồng tử từ lúc bắt đầu học Phật pháp tuy chẳng có 3 bước 1 lạy, 9 bước 1 lạy nhưng cũng rất khổ cực, trải qua bao tháng ngày trèo núi lội nước, chịu nắng chịu mưa, đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức. Thấy được thiện tri thức rồi, cúi đầu đảnh lễ cung kính cầu pháp, trải qua 110 thành mới đến được chỗ Bồ Tát Phổ Hiền hướng về ngài cầu pháp. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền quan sát thiện tài đồng tử tham cảnh giới của thiện tri thức, giống như xem trên truyền hình từng màn hiện ra ở trước mắt.
Bồ Tát Phổ Hiền dùng con mắt pháp thanh tịnh để quan sát nội dung, hoàn toàn thấu hiểu hết, bèn nghĩ như vậy: vị thiện nam tử này tâm cầu pháp thật là chí thành đến cực điểm, lành thay, vui thay. Do đó bèn dùng tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi để gia trì cho ngài. Gia trì như thế nào? Tức là đem công đức của mình hồi hướng cho người khác. Bồ Tát Phổ Hiền hy vọng thiện tài đồng tử đắc được đầy đủ định lực của ngài, ban cho ngài định lực đó, thần thông đó, sự biến hóa đó, trí huệ đó hoàn toàn vô điều kiện. Bồ Tát Phổ Hiền tâm tử bi tha thiết, đem hết thảy tất cả công đức bố thí cho thiện tài đồng tử. Vậy tại sao dùng tay phải giở đầu thiện tài đồng tử? Này đưa ra ví dụ rất nông cạn để nói rõ vấn đề này. Chúng ta hàng ngày dùng tay mở nút điện tắt mở. Khi dùng thì dùng tay bật nút tắt mở, đèn sẽ sáng lên, chiếu sáng chỗ tối. Nếu không có điện thì mất đi tác dụng, sẽ chẳng phát ra ánh sáng. Việc này mọi người tu đạo đều biết. Trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền giống như điện, thiện tài đồng tử giống như tay bấm nút điện. Khi Bồ Tát Phổ Hiền giở đầu, tức là ban cho thiện tài đồng tử trí huệ. Do đó thiện tài đồng tử đắc được tam muội, tức là chánh định, chánh thọ, là người khai mở đại trí huệ. Thiện tài đồng tử từ lúc ban đầu tham thiện tri thức thì niệm niệm không thối chuyển, niệm niệm tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng mệt mỏi, cho nên hiện tại đắc được sự gia trì của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì nhờ có sự cảm ứng đạo giao cho nên đắc được nhiều môn tam muội này. Trong mỗi một thứ môn tam muội đều đắc được cảnh giới chưa từng có. Như ở chỗ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thế giới Ta Bà này, Bồ Tát Phổ Hiền giở đầu thiện tài. Như vậy hết thảy mười phương thế giới và trong mỗi mỗi hạt bụi thế giới đó, chỗ tất cả chư Phật trong tất cả thế giới, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều giở đầu thiện tài như thế. Các pháp môn đắc được cũng đều giống nhau. Như ở chỗ đạo tràng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thế giới Ta Bà này, Bồ Tát Phổ Hiền giở đầu thiện tài đồng tử. Như vậy hết thảy mười phương thế giới và trong mỗi mỗi hạt bụi thế giới đó, chỗ tất cả chư Phật trong tất cả thế giới, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều giở đầu thiện tài đồng tử như thế. Các pháp môn đắc được cũng đều giống nhau, không có sự khác biệt. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài rằng: thiện nam tử, người thấy sức thần thông của ta chăng? Dạ, con đã thấy rồi. Đại Thánh, việc đại thần thông không thể nghĩ bàn, chỉ có Đức Như Lai mới biết được. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, người thấy sức thần thông của ta chăng? Thiện tài đồng tử đáp rằng: dạ, con đã thấy rồi. Đại Thánh, việc ngài thị hiện đại thần thông không thể nghĩ bàn, chỉ có Đức Như Lai mới biết được cảnh giới đó. Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng: thiện nam tử, ta ở trong quá khứ số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, tu hành Bồ Tát hạnh cầu nhất thiết trí. Trong mỗi mỗi kiếp vì muốn thanh tịnh Bồ Đề tâm nên hầu hạ các đức Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp vì tích tập nhất thiết trí phước đức đầy đủ nên đã thiết lập hội bố thí rộng lớn, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, đều khiến cho tất cả thế gian đều nghe biết. Phàm ai có sự mong cầu đều khiến cho họ được đầy đủ. Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu pháp nhất thiết trí nên đem tải Phật bố thí nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu trí huệ của Phật nên đem thành ấp xóm làng, đất nước, ngôi vua, vợ con, quyến thuộc, mắt tai mũi lưỡi, thân thịt tay chân, cho đến thân mạng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật mà bố thí. Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu đầu nhất thiết trí nên đem số đầu nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật mà bố thí. Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu nhất thiết trí nên ở chỗ các đức Như Lai nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật cung kính tôn trọng, hầu hạ cúng dường, y phục đồ dùng nằm ngồi, thức ăn uống, thuốc thang, tất cả vật cần dùng thầy đều dâng cúng ở trong pháp của các đức Phật đó, xuất gia học đạo, tu hành Phật pháp, hộ trì chánh giáo. Bồ Tát Phổ Hiền nói với thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, ta ở trong quá khứ trải qua số đại kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, tu hành Bồ Tát hạnh thì cầu nhất thiết trí huệ vì diệt trừ tất cả ngu si. Trong mỗi mỗi kiếp vì muốn thanh tịnh Bồ Đề tâm, tức cũng là viên mãn Bồ Đề tâm, chứng được vô thượng Bồ Đề, cho nên hậu hạ các đức Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp vì tích tập nhất thiết trí phước đức viên mãn đầy đủ, cho nên đã thiết lập hội bố thí rộng lớn, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đều khiến cho tất cả chúng sinh thế gian trong mười phương đều nghe biết. Phàm ai có sự mong cầu, ta đều khiến cho họ được đầy đủ nguyện vọng của họ. Bất cứ cầu nội tài của ta, đầu mắt tủy não, hoặc là ngoại tài của ta, đất nước, vợ con, ta đều bố thí, không có tư hào tâm sẻn tiếc, tâm ích kỷ, tâm lợi mình. Chỉ biết bố thí lợi ích tất cả chúng sinh, không có xí đồ, không có sở cầu. Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu pháp nhất thiết trí, nên ta đã từng đem tài vật bố thí cho người cần dùng. Nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật,
Bất cứ họ mong cầu gì, ta đều bố thí cho họ, khiến cho họ tại tâm mãn nguyện đầy đủ. Trong mỗi kiếp vì cầu trí huệ của Phật nên ta đã từng đem thành ấp xóm làng, đất nước, ngôi vua, vợ con quyến thuộc, mắt tai mũi lưỡi, thân thịt tay chân, cho đến thân mạng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật mà bố thí. Có người hỏi hóa duyên là hóa vàng bạc châu báu, y phục, thức ăn uống. Có người xin cái đầu người để làm gì? Câu hỏi này rất có ý nghĩa. Đây là từ giả sử. Vì vật mà chúng ta khó xả bỏ nhất là cái đầu của mình. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài đã phát được nguyện này. Nếu có người cầu xin Ngài cái đầu thì Ngài chẳng xem tiếc mà bố thí. Đây là tinh thần của Bồ Tát. Chúng ta phàm phu vốn làm chẳng được, ai mà cắt cái đầu của mình xuống để bố thí. Bố thí là làm cho người khác mãn nguyện, chẳng phải làm cho mình mãn nguyện. Bố thí là xả bỏ không được cũng phải xả bỏ được. Do đó có câu, có xả mà xả được, đây mới thật là bố thí. Bố thí phải có tư tưởng tâm luân thể không, không có sự chấp trước. Nếu có sự chấp trước thì sẽ có sự quái ngại. Nếu có sự quái ngại thì không thể lìa khỏi cảnh giới điên đảo mộng tưởng. Nếu muốn lìa khỏi điên đảo mộng tưởng thì sẽ chứng được quả vị cứu kính Niết Bàn, nên phải buông bỏ quái ngại, phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Đề giác đạo. Nếu buông bỏ chẳng đặng tình ái, phải có tinh thần dứt khoát, dùng kiếm trí huệ chặt đứt con ma tình ái thì sẽ chẳng còn phiền não tình ái nữa. Chuyên tâm nhất trí tu hành, dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, tuyệt đối đừng lùi về sau thì sẽ tương ưng với đạo. Các vị chú ý, chìa khóa tu hành tức là khai mở tư tưởng buông bỏ được. Buông chẳng được thì càng phải buông, bỏ chẳng được thì càng phải bỏ. Tại sao? Vì khiến cho bạn chẳng còn tâm tham, khiến cho bạn chẳng còn sự chấp trước. Nếu chẳng còn tâm tham thì chẳng còn sự chấp trước. Như vậy thì mọi thứ tư tưởng đều sẽ khai thông, mọi thứ đều buông bỏ xuống đặng. Các vị phải nghiên cứu về vấn đề này. Khi nào nghiên cứu minh bạch thì khi đó sẽ khai mở đại trí huệ. Chúng ta phải tôn chiếu những gì các Bồ Tát tu hành trong quá khứ làm mô phạm. Do đó có câu lựa thiện mà theo, không thiện thì bỏ. Điều mà con người không xả bỏ được là cái đầu, nhưng đầu cũng phải xả bỏ. Nếu xả bỏ bố thí đầu cho người khác thì còn có gì để tranh, để tham, để mong cầu? Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, tức là Phật giáo đồ chân chánh. Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài phát nguyện bố thí đầu, có phải có người xin Ngài cái đầu? Chắc chắn sẽ có. Tại sao? Vì Ngài phát nguyện này thì chắc chắn sẽ có người làm cho Ngài mãn nguyện. Xem Ngài là thật hay là giả để khảo nghiệm Ngài. Nếu trải qua được sự khảo nghiệm thì mới là thật, bằng không nói mà làm không được thì không có ích gì. Do đó có câu, tất cả đều là thử thách, xem bạn làm thế nào, đối cảnh không nhận thức, phải làm lại từ đầu. Có người nói Bồ Tát phát nguyện này thật là ngu. Phải, bạn nghĩ như thế thật là thông minh hơn Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên bạn làm chẳng được những điều Bồ Tát Phổ Hiền đã làm. Bạn làm Bồ Tát Phổ chẳng hiền. Bạn phải biết Bồ Tát Phổ Hiền là vì cầu nhất thiết trí huệ, bất cứ là đại trí huệ, là tiểu trí huệ, hoặc là thô trí huệ, hoặc là tế trí huệ, Ngài đều cầu chứng, cho nên Ngài chẳng có cái thông minh của bạn. Trong mỗi kiếp vì cầu đầu nhất thiết trí, nên ta đã từng đem số đầu nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật mà bố thí. Bất cứ người cần gì ta đều bố thí, tuyệt đối không có tư tưởng tham sèn, bỏ chẳng đặng. Trong mỗi kiếp vì cầu nhất thiết trí huệ, nên ta đã từng ở chỗ đạo tràng của chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cung kính tôn trọng chư Phật, thừa sự cúng dường chư Phật, đem y phục, đồ dùng, nằm ngồi, thức ăn uống, thuốc thang, tất cả Phật cần dùng, thể đều dâng cúng chư Phật, ở trong pháp của các đức Phật đó xuất gia học đạo, tu hành Phật pháp, hộ trì chánh giáo. Thiện nam tử, ta ở trong biển kiếp như vậy, tự nhớ lại, chưa từng trong một niệm chẳng thuận theo lời dạy của Phật. Trong một niệm chưa từng sinh tâm sân hạ, tâm ta và của ta, tâm ta và người khác biệt. Chưa từng sang lìa tâm Bồ Đề ở trong sinh tử, chưa từng khỏi tâm nhà mỏi, tâm lười biếng, tâm chướng ngại, tâm mê hoặc, chỉ trụ tâm Bồ Đề vô thượng. Không thể trở ngại phá hoại được, tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, thiện nam tử, ta ở trong biển đại kiếp lâu dài như vậy, ta tự nhớ lại chưa từng trong khoảng một niệm chẳng thuận theo lời dạy của chư Phật. Trong khoảng một niệm chưa từng sinh tâm sân hại, chẳng có tâm cống cao và ngã mạn, hoặc sinh khởi tâm mình bất phàm, hoặc sinh khởi tâm ta và người khác biệt, mà là lúc nào cũng sinh tâm từ bi, tâm thương xót. Trong niệm niệm chưa từng xa lìa tâm Bồ Đề, tuy ở trong sinh tử mà chẳng khởi tâm mỏi nhàm. Bồ Tát Đại Thừa ở trong sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử.
Lìa sinh tử mà chẳng dứt sinh tử. Tại sao? Vì cứu độ chúng sinh, lìa khổ được vui. Chẳng giống như người nhị thừa ích kỷ lại mình, chỉ lo cho mình lìa sinh tử, chẳng mang đến sinh tử của chúng sinh. Cho nên người nhị thừa xem ba cõi như lao ngục, coi sinh tử như oan gia. Bồ Tát Đại Thừa thì thấy việc tỉnh việc thoát khỏi thế gian, chẳng phải thấy việc mê việc đọa trầm luân. Các ngài tuy ở trong sáu nẻo luân hồi mà chẳng mê, chẳng mất tâm bồ đề. Tùy thân ở trong địa ngục độ chúng sinh mà tâm giống như ngồi trên tòa hoa sen báu độ chúng sinh, chẳng có sự phân biệt đó đây. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, trong niệm niệm chưa từng sinh tâm lười biếng, chưa từng sinh tâm chướng ngại, chưa từng sinh tâm mê hoặc, chỉ trụ tâm đại bồ đề vô thượng, kiên cố như kim cang, không thể trở ngại phá hoại được. Tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo, các vị hãy phản tỉnh. Chúng ta ở trong khoảng một niệm có tinh tấn tu hành như thế chăng? Ở trong một niệm có sinh tâm thối chuyển chăng? Ở trong một niệm có sinh tâm hoài nghi đối với Phật Pháp chăng? Ở trong một niệm có sinh tâm giải đãi đối với Phật Pháp chăng? Phải ở chỗ này mà dụng công phu, phải hồi quang phản chiếu, phải trở về cầu nơi chính mình, nhìn xem mình Phật giáo đồ như thế nào. Hãy kiểm thảo một phen rằng mình trong khoảng một niệm có duyên cầu vô thượng đạo, có phát tâm đại bồ đề chưa? Nếu có thì nên tiếp tục nỗ lực, hướng về trước học tập, phải tranh thủ đi trước, dẹp bỏ hết thói quen lười biếng giải đãi, phải phát tâm dũng mãnh siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đó là bổn phận của người tu hành. Thiện nam tử, ta trang nghiêm cõi Phật, dùng tâm đại bi cứu hộ chúng sinh, giáo hóa thành tựu, cúng dường chư Phật, hậu hạ thiện tri thức, vì cầu chánh pháp hoằng tuyên hộ trì, tất cả nội tài và ngoại tài thể đều xả bỏ được, cho đến thân mạng cũng không sẻn tiếc, tất cả biển kiếp nói các nhân duyên, biển kiếp có thể hết, tâm bố thí của ta không hết được. Thiện nam tử, ta dùng công đức để trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, dùng tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật, hầu hạ tất cả thiện tri thức. Ta vì cầu chánh pháp mới hoằng dương Phật Pháp, tuyên truyền hộ trì Phật Pháp, hết thể tất cả nội tài và ngoại tài thể đều bố thí hết, cho đến thân mạng cũng không sẻn tiếc. Trong tất cả biển kiếp diễn nói đủ thứ nhân duyên, biển kiếp có thể hết, mà tâm bố thí của ta không khi nào hết được. Thiện nam tử, ở trong biển pháp của ta không có một chữ, không có một câu, chẳng phải xả thí ngôi chuyển luân vương mà cầu được, chẳng phải xả thí tất cả hết thảy mà cầu được. Thiện nam tử, ở trong biển pháp của ta không có một chữ, không có một câu nào, chẳng phải do ta xả thí ngôi chuyển luân vương mà cầu được, chẳng phải do ta xả thí tất cả hết thảy mà cầu được. Thiện nam tử, pháp của ta cầu đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Một lòng suy ngẫm, nguyện các chúng sinh được nghe pháp đó, nguyện dùng trí huệ quang minh chiếu khắp thế gian, nguyện vì khai thị trí huệ xuất thế gian, nguyện khiến cho chúng sinh đều được an lạc, nguyện khát ngợi khắp hết thảy công đức của chư Phật. Nhân duyên thuở xưa của ta như vậy, trong biển kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nói không thể hết được. Thiện nam tử, pháp của ta cầu trí huệ đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Ta một lòng suy ngẫm, nguyện hết thảy chúng sinh được nghe pháp đó, nguyện dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tâm hết thảy chúng sinh của tất cả thế gian. Ta nguyện vì tất cả chúng sinh khai thị trí huệ xuất thế gian. Ta nguyện khiến cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc, sớm chứng được bồ đề giác đạo. Ta nguyện tán thán khen ngợi khắp hết thảy công đức của chư Phật. Đủ thứ nguyện ta đã phát ra, tu đủ thứ hạnh, cầu đủ thứ trí huệ, đó là nhân duyên thuở xưa của ta trải qua trong biển kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nói tỉ mỉ cũng không thể nào hết được. Bởi vậy thiện nam tử, ta nhờ sức pháp trợ đạo, sức các căn lành, sức đại trí nguyện, sức tu công đức, sức suy ngẫm tất cả pháp như thật, sức con mắt trí huệ, sức oai thần của Phật, sức đại từ bi, sức tịnh thần thông, sức thiện tri thức như vậy, nên đắc được pháp thân thanh tịnh ba đời bình đẳng rốt ráo này, lại đắc được sắc thân thanh tịnh vô thượng vượt qua các thế gian, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà hiện thân vào tất cả cõi, khắp tất cả mọi nơi, nơi các thế gian rộng hiện thần thông, khiến cho ai thấy được cũng đều vui mừng. Bởi nhân duyên đó, này thiện nam tử, cho nên ta nhờ sức lực pháp trợ đạo, sức lực các căn lành, sức lực đại trí nguyện, sức lực tu công đức, sức lực suy ngẫm tất cả pháp như thật, sức lực con mắt trí huệ, sức lực đại oai thần của Phật, sức lực đại tử bi, sức lực thanh tịnh thần thông, sức lực thiện tri thức, do những nhân duyên đó nên chứng đắc được pháp môn, được pháp thân thanh tịnh ba đời bình đẳng rốt ráo này, lại đắc được sát thân thanh tịnh vô thượng vượt qua các thế gian, tùy thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà vì họ hiện thân, tùy loài giáo hóa và tất cả cõi khắp tất cả mọi nơi, nơi tất cả thế giới thì hiện tất cả thần thông biến hóa rộng lớn, vì khiến cho ai thấy và nghe được cũng đều sinh tâm đại hoan hỷ.
Thiện nam tử, ngươi hãy quán xác thân của ta như vậy. Xác thân của ta đây đã thành tựu trong vô biên biển kiếp, vô lượng ngàn ức na do tha kiếp, khó thấy, khó nghe được. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh chưa từng trồng căn lành, và thành văn Bồ Tát trồng ít căn lành, còn không nghe được danh hiệu của ta, hà huống là thấy được thân ta. Thiện nam tử, ngươi hãy quán xác thân của ta như vậy. Xác thân của ta đây đã thành tựu trong vô biên biển kiếp, dù vô lượng ngàn ức na do tha kiếp cũng không dễ gì thấy được, cũng không dễ gì nghe được. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh chưa từng trồng căn lành hoặc thanh văn Bồ Tát trồng chút ít căn lành, còn không nghe được danh hiệu của ta, hà huống là thấy được xác thân của ta. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh nghe được danh hiệu ta thì không còn thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu thấy hoặc xúc chạm hoặc nghênh đón hoặc đưa rước hoặc tạm thời theo ta cho đến ở trong mộng thấy nghe được ta thì cũng đều như thế. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh nghe được danh hiệu ta thì sẽ không còn sinh tâm thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ngày càng tinh tấn hơn, ngày càng phát tâm đại Bồ Đề. Hoặc nếu thấy xác thân của ta, hoặc xúc chạm quang minh của ta, hoặc nghênh đón ta, hoặc đưa rước ta, hoặc tạm thời theo ta cho đến ở trong mộng thấy nghe được danh hiệu ta thì cũng đều như thế, không còn thối chuyển tâm Bồ Đề. Hoặc có chúng sinh một ngày một đêm nghĩ nhớ đến ta liền được thành thục, hoặc 7 ngày 7 đêm, nửa tháng 1 tháng, nửa năm 1 năm, trăm năm ngàn năm, một kiếp trăm kiếp, cho đến số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta mà thành thục, hoặc một đời hoặc trăm đời, cho đến số đời nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta mà thành thục, hoặc thấy ta phóng đại quang minh, hoặc thấy ta chấn động cõi Phật, hoặc sinh sợ hãi, hoặc sinh hoan hỷ, đều được thành thục. Hoặc có chúng sinh trong một ngày một đêm nghĩ nhớ đến ta liền được thành thục A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức cũng là không thối chuyển tâm Bồ Đề. Hoặc có chúng sinh trong 7 ngày 7 đêm, hoặc nửa tháng 1 tháng, hoặc nửa năm 1 năm, hoặc trăm năm ngàn năm, hoặc một kiếp trăm kiếp, cho đến số kiếp nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta mà thành thục A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không thối chuyển tâm Bồ Đề. Hoặc một đời hoặc trăm đời, cho đến số đời nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta mà thành thục A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không thối chuyển tâm Bồ Đề. Hoặc thấy được ta phóng đại quang minh, hoặc thấy được ta chấn động cõi Phật, hoặc sinh sợ hãi, hoặc sinh hoan hỷ, đều được thành thục quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta dùng mỗi phương tiện nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, khiến cho các chúng sinh được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh thấy nghe cõi nước thanh tịnh của ta thì sẽ được sinh về cõi thanh tịnh đó, hoặc có chúng sinh thấy nghe thân thanh tịnh của ta thì sẽ được sinh trong thân thanh tịnh của ta. Thiện nam tử, người nên quán sát thân thanh tịnh này của ta. Thiện nam tử, ta dùng một phương tiện nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh thấy nghe cõi nước thanh tịnh của ta thì chắc chắn sẽ được sinh về cõi thanh tịnh đó, hoặc có chúng sinh thấy nghe thân thanh tịnh của ta thì chắc chắn sẽ được sinh trong xác thân thanh tịnh của ta. Thiện nam tử, ngươi nên quan sát xác thân thanh tịnh này của ta thì nhất định ngươi sẽ sinh trong pháp thân của ta. Bây giờ thiện tài đồng tử quan sát thân Bồ Tát Phổ Hiền, chi tiết từng tướng tốt, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có bất khả thuyết biển cõi Phật. Mỗi mỗi biển cõi đều có chư Phật xuất hiện ra đời, chúng đại Bồ Tát cùng vây quanh. Lại thấy tất cả biển cõi đó có đủ thứ sự kiến lập, đủ thứ hình trạng, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ núi lớn bao quanh khắp nơi, đủ thứ mây màu sắc che phủ hư không, đủ thứ chư Phật xuất hiện ra đời, diễn nói đủ thứ pháp, những việc như vậy thảy đều khác nhau. Lại thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong mỗi mỗi biển thế giới, hiện ra thân mây hóa Phật, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, khắp cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bây giờ thiện tài đồng tử lại thấy thân mình ở trong thân Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong mười phương tất cả thế giới, giáo hóa chúng sinh. Lúc đó thiện tài đồng tử quan sát thân Bồ Tát Phổ Hiền, chư tiết, từng tướng tốt, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có bất khả thuyết biển cõi Phật. Trong mỗi mỗi biển cõi đều có chư Phật xuất hiện ra đời, chúng đại Bồ Tát cùng vây quanh. Lại thấy tất cả biển cõi có đủ thứ kiến lập, có đủ thứ hình trạng, có đủ thứ trang nghiêm,
có đủ thứ núi lớn bao quanh khắp nơi, có đủ thứ mây màu sắc che phủ hư không, có đủ thứ chư Phật xuất hiện ra đời, dễ nói đủ thứ diệu pháp, đủ thứ những việc như vậy, thảy đều khác nhau. Giống như tướng trạng thế giới, có thế giới hình tròn, có thế giới hình vuông, có thế giới ngửa, có thế giới úp, đủ thứ sự khác nhau. Lại thấy Bồ Tát phổ hiện ở trong mỗi mỗi biển thế giới, hiện ra thân mây hóa Phật, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, khắp cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó, Thiện Tài Đồng Tử lại thấy thân mình ở trong thân Bồ Tát phổ hiện, ở trong mười phương tất cả thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh. Chẳng những ở tại một thế giới giáo hóa chúng sinh, mà là ở trong mười phương hết thảy thế giới đồng thời giáo hóa chúng sinh. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Có người khởi vọng tưởng, thần của Bồ Tát phổ hiện làm sao mà dung nạp Thiện Tài Đồng Tử. Trong đoạn kinh văn trước, chẳng phải có nói trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát phổ hiện có thể dung nạp các thế giới nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Tất nhiên được như thế, hiện tại Thiện Tài Đồng Tử vào trong thân Bồ Tát phổ hiện thì đâu có gì là lạ, là chuyện bình thường thôi, đừng có cho là quái lạ. Thiện Tài Đồng Tử lại gần gũi các vị thiện tri thức nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đắc được căn lành trí huệ quang minh so với căn lành thấy được Bồ Tát phổ hiện chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100000, chẳng bằng 1/100000 ức, cho đến tán số ví dụ cũng không bằng được. Đó là do Thiện Tài Đồng Tử từ lúc ban đầu phát tâm cho đến thấy được Bồ Tát phổ hiện trong khoảng giữa thời gian đó và tất cả biển cõi nước chư Phật, nay ở trong một lỗ chân lông của Bồ Tát phổ hiện, một niệm vào biển cõi nước chư Phật hơn số trước gấp bội, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như một lỗ chân lông, tất cả lỗ chân lông cũng đều như thế. Thiện Tài Đồng Tử lại gần gũi các vị thiện tri thức nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đắc được căn lành trí huệ quang minh so với căn lành thấy được Bồ Tát phổ hiện không thể nào so sánh được, khác nhau một trời một vực, chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100000, chẳng bằng 1/100000 ức, cho đến tán số ví dụ cũng không bằng được. Đó là do Thiện Tài Đồng Tử từ lúc ban đầu phát tâm cho đến thấy được Bồ Tát phổ hiện trong khoảng giữa thời gian đó và tất cả biển cõi nước chư Phật, nay ở trong một lỗ chân lông của Bồ Tát phổ hiện, khoảng một niệm vào biển cõi nước chư Phật hơn số trước gấp bội, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như một lỗ chân lông, tất cả lỗ chân lông cũng đều như thế. Thiện Tài Đồng Tử ở trong lỗ chân lông của Bồ Tát phổ hiện đi một bước trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy hết kiếp thuở vị lai cũng không biết được biển cõi thứ lớp, biển cõi tạng, biển cõi khác biệt, biển cõi vào khắp, biển cõi thành, biển cõi hoại, biển cõi trang nghiêm, hết thảy bờ mé trong một lỗ chân lông cũng không biết được biển Phật thứ lớp, biển Phật tạng, biển Phật khác biệt, biển Phật vào khắp, biển Phật sinh, biển Phật diệt, hết thảy bờ mé cũng không biết được biển chúng Bồ Tát thứ lớp, biển chúng Bồ Tát tạng, biển chúng Bồ Tát khác biệt, biển chúng Bồ Tát vào khắp, biển chúng Bồ Tát tập, biển chúng Bồ Tát tan, hết thảy bờ mé cũng không biết được vào cõi chúng sinh, biết căn chúng sinh, giáo hóa điều phục các chúng sinh trí huệ, Bồ Tát trụ thâm sâu tự tại, Bồ Tát vào các địa, các đạo, hết thảy biển bờ mé như vậy. Thiện Tài Đồng Tử ở trong lỗ chân lông của Bồ Tát phổ hiện đi một bước về phía trước, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy hết kiếp thuở vị lai cũng không biết được biển cõi thứ lớp, biển cõi tạng, biển cõi khác biệt, biển cõi vào khắp, biển cõi thành, biển cõi hoại, biển cõi trang nghiêm, hết thảy bờ mé trong một lỗ chân lông, cũng không biết được biển Phật thứ lớp, biển Phật tạng, biển Phật khác biệt, biển Phật vào khắp, biển Phật sinh, biển Phật diệt, hết thảy bờ mé, cũng không biết được biển chúng Bồ Tát thứ lớp, biển chúng Bồ Tát tạng, biển chúng Bồ Tát khác biệt, biển chúng Bồ Tát vào khắp, biển chúng Bồ Tát tập, biển chúng Bồ Tát tan, hết thảy bờ mé cũng không biết được vào cõi chúng sinh, biết căn chúng sinh, giáo hóa điều phổ các chúng sinh trí huệ, Bồ Tát trụ thâm sâu tự tại, Bồ Tát vào các địa các đạo, hết thảy biển bờ mé như vậy. Thiện Tài Đồng Tử ở trong cõi lỗ chân lông Bồ Tát phổ hiện hoặc trong một cõi trải qua một kiếp đi như vậy cho đến trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy cũng chẳng phải kiếp này mất thì kiếp kia hiện. Niệm niệm khắp cùng vô biên biển cõi giáo hóa chúng sinh khiến cho họ hướng về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện Tài Đồng Tử ở trong cõi lỗ chân lông Bồ Tát phổ hiện hoặc trong một cõi trải qua một kiếp đi như vậy cho đến trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy cũng chẳng phải kiếp này mất thì kiếp kia hiện. Trong niệm niệm khắp cùng vô biên biển cõi giáo hóa chúng sinh khiến cho họ hướng về quả Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử liền thứ lớp đắc được các biển hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiện,
đồng với Bồ Tát Phổ Hiền, đồng với chư Phật, một thân đầy khắp tất cả thế giới, đồng cõi, đồng hạnh, đồng chánh giác, đồng thần thông, đồng bánh xe pháp, đồng biện tài, đồng lời nói, đồng âm thanh, đồng sức không sợ hãi, đồng chỗ trụ của Phật, đồng đại từ bi, giải thoát tự tại không thể nghĩ bàn, thảy đều đồng nhau. Lúc đó, thiện tài đồng tử liền thứ lớp đắc được các biển đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đồng với Bồ Tát Phổ Hiền, đồng với chư Phật, một thân đầy khắp tất cả thế giới. Tất cả cõi cũng như nhau, hạnh tu hành cũng như nhau, thành Phật cũng như nhau, thần thông cũng như nhau, chuyển bánh xe diệu pháp cũng như nhau, biện tài vô ngại cũng như nhau, lời nói cũng như nhau, âm thanh cũng như nhau, mười lực cũng như nhau, bốn vô ý cũng như nhau, chỗ trụ của Phật cũng như nhau, đại từ bi cũng như nhau, giải thoát tự tại không thể nghĩ bàn, thảy đều đồng nhau. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bèn nói kệ rằng, lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền tâm bi tha thiết, bèn đối với đại chúng trong pháp hội nói bài kệ dưới đây rằng: Các ông nên trừ các cấu hoặc, nhất tâm bất loạn mà lắng nghe, ta nói Như Lai đủ các độ, tất cả giải thoát đạo chân thật. Bồ Tát Phổ Hiền nói với đại chúng rằng: Các ông nên trừ sạch tất cả bụi trần dơ bẩn và tất cả sự mê hoặc, phải nhất tâm bất loạn chú ý lắng nghe ta nói pháp. Hiện tại ta nói Phật đầy đủ tất cả các độ, tất cả pháp môn giải thoát đạo chân thật. Xuất thế đều như thắng trượng phu, tâm ngài thanh tịnh như hư không, luôn phóng trí nhiệt đại quang minh, khắp khiến quần sinh diệt si tối. Vị đại trượng phu thủ thắng xuất thế này đều ngự chúng sinh ba cõi, khiến cho họ nhu hòa, không còn càng cường. Tâm của ngài rất thanh tịnh như hư không, hoàn toàn không có tạp niệm. Ngài luôn phóng ra trí huệ đại quang minh như mặt trời, do đó có câu: Trí Phật như ngàn mặt trời, chiếu khắp tâm chúng sinh, khiến cho chúng sinh diệt trừ tham sân si ba độc, đen tối, hiện ra trí huệ đại quang minh. Như Lai rất khó nghe thấy được, vô lượng ức kiếp nay mới gặp, như hoa ưu đàm hiện nhất thời, bởi vậy nên nghe công đức Phật. Phật chẳng dễ gì thấy được, cũng chẳng dễ gì nghe được pháp của Phật nói, trải qua vô lượng ức kiếp rồi, đến nay mới gặp được Phật xuất hiện ra đời, giống như hoa ưu đàm, một khi xuất hiện thì liền nở, liền tàn. Bởi nhân duyên đó, nên tĩnh tâm lắng nghe công đức của Phật, đừng để mất đi cơ hội, đây là cơ hội tốt trong ngàn vạn kiếp khó gặp được. Tùy thuận các việc làm thế gian, ví như huyễn sư hiện các nghiệp, chỉ vì khiến tâm chúng sinh vui, chưa từng phân biệt khỏi tưởng niệm. Tùy thuận tất cả các việc làm thế gian, ví như nhà huyễn thuật thì hiện ra tất cả cảnh giới, tất cả các nghiệp, chỉ vì khiến tâm của tất cả chúng sinh hoan hỷ mà ông ta chưa từng phân biệt sinh khỏi tưởng niệm, ông ta chỉ biết làm huyễn thuật biến hóa. Bấy giờ các Bồ Tát đã nghe Bồ Tát Phổ Hiền nói rồi một lòng khát ngưỡng, liền muốn được nghe công đức chân thật của Như Lai Thế Tôn đều nghĩ như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền tu đủ các hạnh, thể tánh thanh tịnh, hết thảy lời nói, thảy đều không hư, tất cả Như Lai đều cùng khen ngợi. Nghĩ như vậy rồi, sinh tâm khát ngưỡng thâm sâu. Lúc đó, tất cả các Bồ Tát đã nghe Bồ Tát Phổ Hiền nói rồi, đại chúng một lòng khát ngưỡng, liền muốn được nghe công đức chân thật của Như Lai Thế Tôn, đại chúng đều nghĩ như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền tu đầy đủ tất cả các hạnh, thể tánh của ngài thanh tịnh, hết thảy lời nói của ngài đều là chân thật không hư. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền. Đại chúng nghĩ như vậy rồi, sinh tâm khát ngưỡng thâm sâu, muốn Bồ Tát Phổ Hiền sẽ nói ngay lập tức. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền công đức trí huệ đầy đủ trang nghiêm, giống như hoa sen chẳng nhiễm tất cả bụi dơ của ba cõi, bảo các Bồ Tát rằng: Các ông hãy lắng nghe, nay ta muốn nói tướng một giọt nước biển công đức của Phật. Bèn nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền công đức và trí huệ đều đầy đủ trang nghiêm, giống như hoa sen chẳng nhiễm tất cả bụi dơ của ba cõi, bảo các Bồ Tát rằng: Các vị đại chúng hãy chú ý lắng nghe, nay ta vì các vị đại chúng mà nói tướng một giọt nước biển công đức của Phật. Bèn nói kệ rằng: 95 bài kệ dưới đây, 93 bài kệ trước là khen ngợi đức của Phật, 2 bài kệ cuối là kết đức vô tận, khuyên tin đừng nghi. 80 kệ trước pháp nói, 13 bài kệ sau ví dụ thuyết minh, khen ngợi 10 thân viên mãn của Phật Tỳ Lô Giá Na, 21 thứ công đức thủ thắng. Trí Phật rộng lớn đồng hư không, khắp cùng tất cả tâm chúng sinh, đều rõ thế gian các vọng tưởng, chẳng khởi đủ thứ phân biệt khác. Trí huệ của Phật rộng lớn không bờ mé, đồng với hư không. Trí huệ quang minh của Phật khắp cùng tất cả tâm chúng sinh, do đó có câu Phật quang phổ chiếu. Phật đều thấu rõ chúng sinh thế gian khởi vọng tưởng gì, do đó có câu tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết đều thấy. Phật chẳng cần sinh khởi đủ thứ tâm phân biệt khác nhau mới biết được, giống như tấm gương lớn sáng sạch, vật đến thì ứng, vật đi thì lặng, một niệm đều biết pháp ba đời.
cũng rõ tất cả căn chúng sinh, ví như nhà huyễn thuật khéo léo niệm niệm thị hiện vô biên việc. Đức Phật trong một niệm đều biết tất cả pháp ba đời, cũng thấu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh, ví như nhà huyễn thuật khéo léo biến hóa. Ông ta trong niệm niệm thị hiện vô biên việc huyễn, trong không hóa có, trong có hóa không, tùy tâm chúng sinh đủ thứ hạnh, thuở xưa các nghiệp tệ nguyện lực khiến họ thấy được đều khác nhau, mà Phật bổn lai không động niệm. Tùy thuận tâm chúng sinh đủ thứ hành vi, thuở xưa tạo ra các nghiệp và phát thệ nguyện lực khiến cho chúng sinh thấy được cảnh giới đều khác nhau. Mỗi người có nghiệp lực của mỗi người có nguyện lực của mỗi người, do đó chỗ thấy cũng khác nhau. Mà Phật vốn đối với chúng sinh chẳng có tâm phân biệt, chẳng khởi tâm động niệm. Hoặc kẻ nơi nơi thấy Phật ngồi đầy khắp mười phương các thế giới, hoặc có người tâm chẳng thanh tịnh, trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật. Hoặc có người nơi nơi thấy Phật ngồi đạo tràng đầy khắp mười phương tất cả thế giới, hoặc có người tâm chẳng thanh tịnh, có tư tưởng nhiễm ô, trong vô lượng kiếp cũng chẳng thấy được Phật. Hoặc người tin hiểu lìa kiêu mạn, phát tâm liền thấy được Như Lai. Hoặc người xiểm định tâm bất tịnh, ước kiếp tìm cầu chẳng gặp được. Hoặc có người tìm Phật Pháp, thấu hiểu Phật Pháp để khỏi sự kiêu ngạo ngã mạn, bắt đầu phát Bồ Đề tâm liền thấy được Như Lai. Hoặc có người có hành vi xiểm định, có tập quán nói dối, vì tâm họ chẳng thanh tịnh cho nên trong ước kiếp cũng chẳng gặp được Phật, cũng chẳng nghe được Pháp, cũng chẳng gặp được thiện tri thức sáng suốt. Hoặc tất cả nơi nghe tiếng Phật, tiếng đó êm dịu khiến vui mừng. Hoặc người trăm ngàn vạn ước kiếp tâm bất tịnh nên chẳng nghe được. Hoặc có người có thể ở tất cả mọi nơi đều nghe được Đức Phật diễn nói diệu pháp âm. Pháp âm đó rất hay và êm dịu, khiến cho người nghe sinh tâm vui mừng. Hoặc có người trong trăm ngàn vạn ước kiếp cũng chẳng nghe được diệu âm Phật nói pháp. Tại sao? Vì tâm họ chẳng thanh tịnh nên chẳng nghe được. Hoặc thấy Đại Bồ Tát thanh tịnh, đầy khắp ba ngàn cõi đại thiên, đều đã đầy đủ hạnh phổ hiền, Như Lai ngồi yên ở trong đó. Hoặc có người thấy được Đại Bồ Tát thanh tịnh đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, các ngài đều đã đầy đủ hạnh Bồ Tát phổ hiền, Như Lai ở trong đó nghiễm nhiên ngồi trên pháp tòa. Hoặc thấy cõi này đẹp vô tỷ, Phật vô lượng kiếp đã nghiêm tịnh, tỷ vô giá na đứng tối thắng, trong đó giác ngộ thành Bồ Đề. Hoặc có người thấy thế giới này đẹp vô tỷ, đó là do Phật ở trong vô lượng kiếp trang nghiêm thanh tịnh, đức tỷ vô giá na đứng tối thắng, ở trong đó giác ngộ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc thấy cõi hoa sen thắng diệu, hiện thủ Như Lai ở trong đó, vô lượng Bồ Tát chúng vây quanh, thảy đều siêng tu hạnh phổ hiền. Hoặc có người thấy cõi Phật hoa sen thủ thắng vì diệu, hiện thủ Như Lai ở trong đó, có vô lượng chúng Bồ Tát cùng vây quanh, những vị Bồ Tát đó đều siêng tu hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. Hoặc có thấy Phật vô lượng thọ, quán tự tại thảy đều vây quanh, đều đã trụ nơi bậc quán đảnh đầy khắp mười phương các thế giới. Hoặc có người thấy Phật vô lượng thọ, tức cũng là Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc, lại thấy Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí ở hai bên trái và phải, xưng là Tây Phương Tam Thánh, cùng với vô lượng chúng Bồ Tát vây quanh. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đều đã trụ nơi bậc quán đảnh. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ là giáo chủ thế giới cực lạc Tây Phương trong tương lai, ngài sẽ thay thế Đức Phật A-di-đà. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ kế thừa Bồ Tát Quán Thế Âm trong tương lai, các ngài có trong ngàn ước hóa thân để khắp mười phương các thế giới. Hoặc có thấy ba ngàn cõi này đủ thứ trang nghiêm như diệu hỷ, A Xúc Như Lai ở trong đó và như hương tượng các Bồ Tát. Hoặc có người thấy ba ngàn đại thiên thế giới có đủ thứ sự trang nghiêm, giống như thế giới diệu hỷ ở phương Đông, tức cũng là thế giới tịnh lưu ly ở phương Đông, Phật A Xúc tức cũng là tiêu tai diên thọ dược sư Phật, ở trong thế giới đó cùng với như hương tượng các Bồ Tát. Hoặc thấy Phật Nguyệt Giác Thế Tôn cùng Kim Cang Tràng Bồ Tát Thầy, trụ như viên kính diệu trang nghiêm, khắp cùng mười phương cõi thanh tịnh. Hoặc có người thấy Đức Phật Nguyệt Giác và Bồ Tát Kim Cang Tràng Bồ Tát, trụ ở thế giới như viên kính diệu trang nghiêm, các ngài du hành khắp cùng mười phương cõi Phật thanh tịnh, đến đi tự tại chẳng bị hạn chế, các ngài ở trong định mà có thể khắp cùng tất cả mọi nơi. Hoặc thấy Phật Nhật Tạng Thế Tôn trụ cõi thanh tịnh thiện quang minh, cùng với các Bồ Tát quán đảnh đầy khắp mười phương mà nói pháp. Hoặc có người thấy Đức Phật Nhật Tạng trụ ở cõi nước thiện quang minh thanh tịnh, cùng với các Bồ Tát quán đảnh nhất sinh bổ xứ đầy khắp mười phương thế giới mà nói pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm tu vô thượng đạo. Hoặc thấy Kim Cang Đại Diệm Phật
cùng trí tràng Bồ Tát Câu Hội đi khắp tất cả cõi rộng lớn, nói pháp trừ diệt chúng sinh mê. Hoặc có người thấy Đức Phật Kim Cang Đại Diệp và Bồ Tát Trí Tràng cùng Câu Hội du hành khắp tất cả cõi Phật rộng lớn, diễn nói diệu pháp trừ diệt màng nhiễm ô của hết thảy chúng sinh. Mỗi mỗi đầu lông bất khả thuyết, chư Phật đủ 32 tướng, Bồ Tát quyến thuộc cùng vây quanh, đủ thứ thuyết pháp độ chúng sinh. Mỗi mỗi đầu sợi lông có chư Phật nhiều bất khả thuyết, đều đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Mỗi vị Phật đều có Bồ Tát quyến thuộc cùng vây quanh. Phật có thể quán căn cơ vì người mà thuyết pháp, theo bệnh mà cho thuốc, nói đủ thứ diệu pháp, độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khỏi khổ trong ba cõi, đắc được an vui niết bàn, bốn đức. Hoặc có quán thấy một lỗ lông đầy đủ trang nghiêm cõi rộng lớn, vô lượng Như Lai ở trong đó, Phật tử thanh tịnh đều đầy rẫy. Hoặc có người quán thấy trong mỗi lỗ chân lông cõi Phật rộng lớn đầy đủ vô lượng trang nghiêm, có vô lượng chư Phật đều ở trong đó chuyển bánh xe pháp. Có Phật tử thanh tịnh, Đại Bồ Tát đều đầy rẫy ở trong một lỗ chân lông. Hoặc có thấy trong một hạt bụi có đủ cõi Phật như hằng xa, vô lượng Bồ Tát đều đầy rẫy, bất khả thuyết kiếp tu các hạnh. Hoặc có người thấy được trong một hạt bụi có đủ cõi nước chư Phật nhiều như số các sông Hằng, có vô lượng Bồ Tát đều đầy rẫy ở trong đó, trong bất khả thuyết kiếp tu hành đục độ vạn hạnh. Đây là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, lớn chẳng ngại nhỏ, nhỏ chẳng ngại lớn, cùng viên dung vô ngại. Đạo lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói tức là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn. Hoặc có thấy nơi đầu sợi lông vô lượng biển cõi như cát bụi, đủ thứ nghiệp khởi đều khác biệt, tỷ lô giá na chuyển pháp luân. Hoặc có người thấy nơi đầu một sợi lông có vô lượng biển cõi nhiều như cát bụi, vì chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp cho nên sinh khởi đủ thứ tướng khác nhau. Thành tịnh pháp thần tỷ lô giá na Phật ở trong đó chuyển bánh xe diệu pháp giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh. Hoặc thấy thế giới chẳng thanh tịnh, hoặc thấy thanh tịnh báu làm thành, Như Lai trụ thọ lâu vô lượng cho đến niết bàn thảy đều hiện. Hoặc có người thấy thế giới chẳng thanh tịnh, hoặc thấy thế giới thanh tịnh đều do bảy báu làm thành. Hoặc thấy Phật trụ thế thọ mạng lâu vô lượng cho đến lúc vào niết bàn chứng được thường lạc ngã tịnh, hiện ra đủ thứ cảnh giới. Khắp cùng mười phương các thế giới đủ thứ thị hiện không nghĩ bàn, tùy các chúng sinh tâm trí nghiệp thể đều hóa độ khiến thanh tịnh. Phật có thể đến các cùng mười phương tất cả thế giới thì hiện đủ thứ cảnh giới đều không nghĩ bàn. Tại sao? Vì tùy thuận tâm niệm trí huệ nghiệp học của tất cả chúng sinh mà thị hiện cảnh giới. Chẳng có một chúng sinh nào mà không được chư Phật hóa độ, Phật đều khiến cho họ khôi phục lại bản thể thanh tịnh. Vô thượng đại đạo sư như vậy, đẩy các mười phương các cõi nước, thị hiện đủ thứ sức thần thông, ta nói chút phần ngươi nên nghe. Vô thượng đại đạo sư như vậy, đẩy các mười phương tất cả cõi nước trừ Phật, thì hiện đủ thứ sức thần thông. Tóm lại, chúng sinh nên dùng pháp gì hóa độ được thì liền dùng pháp đó để hóa độ. Cho nên Phật thường dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa độ thoát chúng sinh có duyên. Công đức của Phật nhiều vô lượng vô biên. Hiện tại ta chỉ nói ít phần mà thôi. Các vị mọi người nên tụ tinh hội thần lại để nghe, trong tâm đừng khởi vọng tưởng. Hoặc thấy Thích Ca thành Phật đạo, đã trải xuống kiếp không nghĩ bàn. Hoặc thấy nay mới làm Bồ Tát, lợi ích các chúng sinh mười phương. Hoặc thấy có người thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu Phật đạo dưới cội Bồ Đề, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sớm đã thành Phật, đã trải số kiếp không thể nghĩ bàn. Hoặc có người thấy hiện tại mới làm Bồ Tát, còn đang hành Bồ Tát đạo đến mười phương thế giới để lợi ích tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều khổ được vui, chẳng thọ khổ luân hồi. Cảnh giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm giống như xem truyền hình, có lúc chiếu lại đủ thứ sự việc trong quá khứ, có lúc chiếu lại đủ thứ sự việc trong tương lai, do đó có thể biết quá khứ hiện tại vị lai ba thời chẳng có gì khác biệt, có thể đem ba thời biến làm một thời, cũng có thể đem một thời biến thành ba thời. Đây tức là cảnh giới viên dùng vô ngại. Hoặc có người thấy Thích Sư Tử cúng dường chư Phật tu hành đạo, hoặc thấy đấng tối thắng trong người hiện đủ thứ lực việc thần thông. Hoặc có người thấy được Thích Sư Tử cúng dường mười phương chư Phật tu hành Bồ Tát đạo. Hoặc có người thấy được đấng tối thắng trong loài người thị hiện đủ thứ lực và việc thần thông diệu dụng. Tại sao? Vì khiến cho chúng sinh cải tà quy chánh, buông bỏ tâm vọng tưởng ích kỷ lợi mình. Hoặc thấy bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn, hoặc tấn, hoặc các thiền, bát nhã phương tiện nguyện lực trí, tùy tâm chúng sinh đều thị hiện.
Hoặc có người thấy được Bồ Tát đang tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện lực trí, 10 pháp môn ba la mật đến bờ kia. Tùy thận tâm chúng sinh, đều thị hiện để giáo hóa chúng sinh, Đức Phật giống như mặt trăng thanh tịnh. Khi tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì ánh sáng của Phật sẽ hiện ra trong tâm nước của chúng sinh. Khi tâm nước của chúng sinh đục dơ, thì sẽ không hiện ra. Hoặc thấy rốt ráo ba la mật, hoặc thấy an trụ nơi các địa, tổng trì tam muội thần thông trí đều hiện như vậy không cùng tận. Hoặc thấy được Bồ Tát tu hành viên mãn đến được rốt ráo ba la mật bờ bên kia, hoặc thấy được Bồ Tát an trụ nơi các địa, hoặc chứng được tổng trì tam muội thần thông trí huệ, những cảnh giới đó đều hiện tiền không cùng tận. Hoặc hiện tu hành vô lượng kiếp, trụ bậc Bồ Tát chịu kham nhẫn, hoặc hiện trụ bậc không thối chuyển, hoặc hiện nước pháp thọ quán đảnh, hoặc thị hiện tu hành vô lượng kiếp an trụ bậc Bồ Tát chịu kham nhẫn, hoặc thị hiện trụ bậc không thối chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc thị hiện nước pháp Bồ Tát, nước pháp thọ Bồ Tát quán đảnh trở thành con của đấng pháp vương, hoặc hiện thân Phạm Thích Tứ Vương, hoặc hiện sát lợi Bà La Môn, đủ thứ sắc tướng rất trang nghiêm giống như huyễn sư hiện các tượng, hoặc thị hiện thân Đại Phạm Thiên Trời Đế Thích Tứ Thiên Vương Hổ Đời, hoặc thị hiện thân Sát Đế Lợi Hoàng Tổng, hoặc thị hiện thân Bà La Môn hạnh thanh tịnh có đủ thứ sắc tướng rất trang nghiêm. Cảnh giới đó giống như huyễn sư biến hóa ra các hình tượng đều là hư huyễn không thật. Hoặc hiện đâu xuất mới giáng thần, hoặc thấy trong cung thọ dục lạc, hoặc thấy xả bỏ các vinh hoa, xuất gia để tục đi học đạo. Hoặc thị hiện cảnh giới từ cung trời đâu xuất nội viện bắt đầu giáng thần xuống nhân gian, hoặc thấy được thái tử ở trong cung thọ dục lạc, được cung nga thể nữ thê thiếp hầu hạ, hoặc thấy được thái tử từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, vợ đẹp thiếp sinh, xuất gia tu đạo thành tựu Phật quả. Hoặc thấy mới sinh, hoặc thấy diệt, hoặc thấy xuất gia học hạnh lạ, hoặc thấy ngồi dưới cội bồ đề, hàng phục ma quân thành chánh giác, hoặc thấy được Phật mới sinh, ngồi nơi đạo tràng, nói pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, hoặc thấy được Phật vào Niết Bàn, hoặc thấy được Phật xuất gia tu khổ hạnh, ở tại núi tuyết 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để duy trì mạng sống. Hoặc thấy được Phật ngồi dưới cội bồ đề, dùng định lực kim cang để hàng phục ma quân, cảm hóa ma nữ dụ hoặc, cuối cùng chiến thắng mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc có thấy Phật mới Niết Bàn, hoặc thấy xây tháp khắp thế gian, hoặc thấy trong tháp thờ tượng Phật, nhờ biết thời nên hiện như vậy. Hoặc thấy được Phật mới Niết Bàn, hoặc thấy xây tháp thờ xá lợi khắp thế gian, hoặc thấy ở trong tháp thờ tượng Phật, nhờ biết thời nên hiện ra như vậy, đúng thời đúng lúc chẳng thất thời. Hoặc thấy Như Lai vô lượng thọ, thọ Phật ký cho các Bồ Tát, mà thành đại đạo sư vô thượng, lại bổ thừa kế cõi an lạc. Hoặc thấy được Như Lai có vô lượng thọ mạng, thọ ký biệt hiệu cho tất cả Bồ Tát sẽ thành tựu đại đạo sư vô thượng, sau đó bổ thừa kế cõi an lạc, tức cũng là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới đó có các sự vui mà không có các sự khổ, hoa sen hóa sinh, hoa nở thấy Phật. Hôm nay nói về ý nghĩa chữ nhục, tức là thịt, có bài kệ rằng trong chữ thịt có hai người, bên trong chiếu người, bên ngoài chúng sinh còn ăn thịt chúng sinh, suy ngẫm kỹ thì người ăn người. Trong chữ thịt có hai người, một là người ăn thịt, một là người bị ăn. Người ăn thịt thì đầu ở ngoài thịt, người bị ăn thì đầu ở trong thịt. Đời này bạn ăn thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt bạn, đó là nhân quả trả vay. Cho nên thế giới không có ngày nào hòa bình, khi nào oán kiều đến thì sẽ xảy ra chiến tranh. Nhân cơ hội đó chúng sinh tàn sát lẫn nhau, đó đây vay trả lẫn nhau, chẳng phải vay nợ thì là trả nợ. Đây là nhân quả báo ứng, tơ hảo không sai. Người bên ngoài chữ thịt thì ăn người bên trong chữ thịt. Người này cũng có thể là bạn bè của bạn trong đời trước, đời này đã thay hình đổi dạng. Bạn ăn thịt của nó, liền kết thêm oán kiều, tương lai nó sẽ phục thù, chắc chắn sẽ đến ăn thịt của bạn, thì mới hả giận. Do đó có câu, oán oán tương báo, vĩnh viễn không khi nào chấm dứt. Nếu bạn không ăn thịt, thì tất cả mọi oán kiều sẽ được hóa giải, hóa địch thành bạn. Người ở trong thịt cũng có thể là người thân của bạn trong quá khứ, hoặc là anh em chị em không chừng, hoặc là cha mẹ con cái. Tóm lại có thể là người thân cốt nhục, họ đã thay mắt đổi mày. Bạn có thể nhẫn tâm ăn thịt của họ chăng? Cho nên Phật giáo đề xướng bình đẳng từ bi, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sinh. Vậy làm thế nào để trở thành tập quán không ăn thịt? Phương pháp rất là đơn giản, khi nào bạn muốn ăn thịt thì liền quán tưởng như vậy, đây là thịt tử thi, hôi quá không thể ngửi,
Quán tưởng như thế thì 3 ngày sau làm gì mà còn tâm hồn ăn thịt nữa. Người thích ăn thịt đừng ngại, hãy thử xem biện pháp này. Hoặc thấy vô lượng ức ngàn kiếp làm Phật sự rồi vào Niết Bàn, hoặc thấy này mới thành Bồ Đề, hoặc thấy đang tu các diệu hạnh, hoặc thấy được Phật ở trong vô lượng ức ngàn kiếp làm Đại Phật sự rồi vào Niết Bàn, giáo hóa hết những chúng sinh cần giáo hóa, việc cần làm đã làm xong, sau đó mới vào Niết Bàn. Hoặc thấy Phật hiện tại mới thành Phật, hoặc thấy Phật đang tu hành các diệu hạnh, sẽ nói tất cả diệu pháp. Hoặc thấy Như Lai thanh tịnh nguyệt ở tại Phạm Thiên và Cung Ma, cung trời tự tại, cung hóa lạc, thị hiện đủ thứ các thần biến. Hoặc thấy được Đức Phật thanh tịnh nguyệt ở tại Đại Phạm Thiên và Cung Ma, ở tại cung trời tự tại, cung trời hóa lạc, thị hiện đủ thứ các thần thông biến hóa. Vì tất cả thiên chúng cung điện diễn nói diệu pháp, khiến cho họ phát tâm tu đạo sớm thành Phật quả. Hoặc thấy ở tại cùng đầu xuất, vô lượng chư thiên cùng vây quanh, vì họ nói pháp khiến hoan hỷ, đều cùng phát tâm cúng dường Phật. Hoặc thấy được Phật ở tại cung trời đầu xuất, có vô lượng chư thiên cùng vây quanh, Phật vì họ nói diệu pháp khiến cho họ đều đại hoan hỷ, đều cùng phát tâm cúng dường Phật, thừa sự gần gũi Phật. Hoặc thấy trụ ở trời Dạ Ma, đau lại hộ thế chỗ Long Thần, tất cả các cung điện như vậy đều ở trong đó thị hiện thân. Hoặc thấy Phật trụ ở cung trời Dạ Ma, hoặc trụ ở cung trời Đao Lợi, hoặc trụ ở cung trời Hộ Thế Tứ Thiên Vương và chỗ các Long Thần. Trong tất cả các cung điện như vậy, Thầy đều ở trong đó thị hiện thân vì họ diễn nói pháp. Ở chỗ Đức Phật Nhiên đăng đó, giải hoa trải tóc để cúng dường, từ đó biết rõ pháp thâm sâu, luôn đem đạo này hóa quần sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa khi còn làm Bồ Tát, đã từng ở trước Đức Phật Nhiên Đăng, giải hoa tươi, trải tóc trên bùn để cúng dường Phật, từ đó biết rõ nghĩa chân thật diệu pháp thâm sâu, về sau luôn luôn đem diệu pháp đó để giáo hóa chúng sinh. Hoặc có thấy Phật lâu Niết Bàn, hoặc thấy vừa mới thành Bồ Đề, hoặc thấy trụ lâu vô lượng kiếp, hoặc thấy khoảnh khắc liền diệt độ. Hoặc có người thấy Phật rất lâu về trước đã vào Niết Bàn, hoặc có người thấy Phật vừa mới thành tựu Phật đạo, hoặc có người thấy Phật trụ lâu vô lượng kiếp, hoặc thấy Phật trụ thế rất ngắn khoảng một đêm thì vào Niết Bàn. Thân tướng quang minh và thọ mạng, trí huệ Bồ Đề và Niết Bàn, chúng hội biến hóa tiếng oai nghi, mỗi mỗi như vậy đều vô số. Thân tướng quang minh, thọ mạng, trí huệ Bồ Đề, Niết Bàn của Phật ở trong chúng hội biến hóa tiếng oai nghi, do đó 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, mỗi thứ như vậy đều nhiều vô số. Hoặc thấy thân Phật rất rộng lớn, ví như tu di núi báu lớn, hoặc thấy kiết già không lay động, đẩy khắp vô biên các thế giới. Hoặc có người thấy thân Phật thị hiện rất rộng lớn vô biên, cao lớn giống như núi tu di báu lớn. Hoặc thấy Phật ngồi kiết già như như bất động, rõ ràng, sáng suốt. Pháp thân Phật tận hư không khắp pháp giới, đẩy khắp vô biên các thế giới mười phương. Hoặc thấy viên quang lượng một tầm, hoặc thấy ngàn vạn ước do tuần, hoặc thấy chiếu sáng vô lượng cõi, hoặc thấy đầy khắp tất cả cõi. Hoặc có người thấy viên quang của Phật chu vi lượng một tầm, thước đo của người xưa 8 thước là một tầm. Hoặc có người thấy viên quang của Phật chu vi ngàn vạn ước do tuần. Hoặc có người thấy viên quang của Phật chu vi chiếu sáng vô lượng cõi nước. Hoặc có người thấy viên quang của Phật chu vi đầy khắp tất cả cõi Phật. Hoặc thấy Phật thọ 80 năm, hoặc thấy thọ trong ngàn vạn ước tuổi, hoặc trụ bất cả tư nghỉ kiếp, như vậy lần lượt hơn gấp bội. Hoặc có người thấy Phật thọ có 80 năm, hoặc có người thấy Phật thọ trong ngàn vạn ước tuổi, hoặc có người thấy thân Phật trụ trong bất khả tư nghỉ kiếp, như vậy lần lượt hơn gấp bội số trên đây. Phật trí thông đạt tịnh vô ngại, một niệm biết khắp pháp ba đời, đều từ tâm thức nhân duyên khởi, sinh diệt vô thường không tự tánh. Trí huệ thần thông thanh tịnh của Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại nào, có thể ở trong một niệm biết khắp tất cả pháp ba đời. Những pháp đó đều từ tâm thức nhân duyên sinh khởi, hoặc là sinh hoặc là diệt, đều là vô thường, không có tự tánh. Ở trong một cõi thành chánh giác, tất cả nơi cõi cũng đều thành. Tất cả vào một cũng thế, tùy tâm chúng sinh đều thị hiện. Phật ở trong một cõi nước thành tựu chánh giác, hoặc ở trong tất cả nơi cõi cũng đều thành chánh giác. Tất cả vào một vào tất cả, tùy thuận tâm niệm của chúng sinh đều thị hiện đủ thứ cảnh giới. Như Lai trụ nơi vô thượng đạo, thành tựu 10 lực 4 vô ý, đầy đủ trí huệ không chướng ngại, chuyển bánh xe pháp 12 hạnh. Phật trụ nơi vô thượng Bồ Đề giác đạo, thành tựu 10 lực và 4 vô ý, đầy đủ nhất thiết trí huệ không chướng ngại, chuyển bánh xe pháp 12 hạnh.
tức cũng là ba lần chuyển pháp bốn đế, một thị chuyển, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Hai khuyến chuyển, khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt nên chứng, đạo nên tu. Ba chứng chuyển, khổ ta đã biết, tập ta đã đoạn, diệt ta đã chứng, đạo ta đã tu. Biết rõ khổ tập và diệt đạo, phân biệt pháp 12 nhân duyên, pháp nghĩa nhạo thuyết từ vô ngại, dùng bốn biện đó rộng khai diễn. Thấu rõ được pháp môn bốn đế, khổ tập diệt đạo, phân biệt được pháp môn 12 nhân duyên, thì sẽ có pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện, dùng bốn biện tài vô ngại này rộng khai diễn, nói tất cả Phật pháp, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích lớn. Các pháp vô ngã không có tướng, nghiệp tánh chẳng khởi cũng chẳng mất, tất cả xa lìa như hư không, Phật dùng phương tiện mà phân biệt. Tất cả các pháp đều vô ngã, không có tướng, nghiệp tánh chẳng sinh khởi cũng chẳng mất, tất cả đều xa lìa bụi trần, thanh tịnh như hư không, Phật dùng pháp môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh phân biệt, diễn nói diệu pháp. Như Lai chuyển pháp luân như vậy, khắp chấn mười phương các cõi nước, cung điện núi sông đều lay động, chẳng khiến chúng sinh có sợ hãi. Đức Phật chuyển bánh xe diệu pháp như vậy, khắp chấn động mười phương các cõi nước chư Phật, hết thảy cung điện núi sông đều lay động. Tuy có sáu thứ chấn động nhưng chẳng khiến chúng sinh có sự sợ hãi. Tại sao phải chấn động? Vì biểu thị Phật muốn diễn nói diệu pháp. Phật khắp diễn nói tiếng rộng lớn, tùy căn dụ họ đều khiến hiểu, đều khiến phát tâm trừ hoặc cấu mà Phật chưa từng sinh tâm niệm. Phật khắp diễn nói diệu pháp âm rộng lớn, tùy tận căn dụ của chúng sinh đều khiến cho họ hiểu. Do đó có câu, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được, đều khiến cho chúng sinh phát khởi tâm bồ đề, diệt trừ hết tất cả sự nghi hoặc và trần cấu. Tuy Phật giáo hóa chúng sinh như vậy mà chưa từng sinh tâm niệm, Ngài là vô vi mà vô bất vi. Hoặc nghe thế giới nhẫn tinh tấn, thiền định bát nhã phương tiện trí, hoặc nghe từ bi và hỷ xả, đủ thứ tiếng nói đều khác biệt. Hoặc nghe được tiếng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định bát nhã phương tiện nguyện lực trí, pháp môn 10 độ này, hoặc nghe được tiếng tứ bi hỷ xả, pháp môn 4 tâm vô lượng này, đủ thứ tiếng nói đều khác biệt nhau. Hoặc nghe 4 niệm, 4 chánh cần, thần túc căn lực và giác đạo, các niệm thần thông với chỉ quán, vô lượng phương tiện các pháp môn. Hoặc nghe được tiếng 4 niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp 4 niệm xứ này. Hoặc nghe được tiếng 4 chánh cần, tức là đã sinh ác thì khiến cho đừng sinh nữa, chưa sinh ác thì đừng khiến cho sinh, chưa sinh thiện thì khiến cho sinh, thiện đã sinh thì khiến cho tăng trưởng. Hoặc nghe được 4 thần túc, tức là dục tâm cần huệ 4 như ý túc này. Hoặc nghe được tiếng 5 căn, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Hoặc nghe được tiếng 5 lực, tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Hoặc nghe được 7 giác chi, tức là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, xả, định niệm. Hoặc nghe được bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo này tuy là một trong 37 phẩm hàng tiểu thừa tu, nhưng người đại thừa cũng phải tu hành. Đây là 8 con đường chân chánh quang minh của Phật giáo đồ phải tu. Hoặc tu chính định thứ lớp, hoặc tu 10 thần thông, hoặc tu pháp môn chỉ quán, có vô lượng phương tiện tất cả pháp môn. Phật ở dưới cội bồ đề, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Sau khi thành đạo, câu đầu tiên Ngài thốt lên, lành thay, tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Do đó có thể thấy ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tại sao chúng ta không thành Phật? Vì có vọng tưởng chấp trước. Làm thế nào không còn vọng tưởng chấp trước thì phải xuất gia tu hành. Tu thiền định, tu chỉ quán, tu chỉ chú, tu niệm Phật, đó đều là những pháp môn khống chế vọng tưởng chấp trước. Tu đến lúc lưu hỏa trường thanh thì sẽ hốt nhiên khai ngộ, trí huệ hiện tiền để chứng được thần thông diệu dụng, nhậm vận, tự tại. Long thần bát bộ, người chẳng người, phạm thích hộ thế các thiên chúng, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, tùy theo phẩm loài đều khiến hiệu. Thiền lòng bát bộ và người chẳng phải người, đại phạm thiên vương, thích đại hoàn nhân, tứ thiên vương hộ thế cùng với tất cả thiên chúng, Phật dùng một thứ âm thanh diễn nói diệu pháp, hết thảy chúng sinh tùy theo loài đều hiểu được yếu nghĩa Phật nói pháp. Nếu có tham dục, sân hận si, phẫn che, đố kỵ và kiêu xiểm, 84.000 phiền não khác đều khiến nghe nói pháp đó trị. Nếu chúng sinh có tham dục, sân hận, ngu si, hoặc chúng sinh có phẫn hận, che đậy, đố kỵ, kiêu ngạo, xiểm nịnh,
chúng sinh có 84.000 phiền não khác nhau đều khiến cho họ nghe được pháp đó rồi, minh bạch làm thế nào để đối trị bệnh phiền não. Nếu chưa tu đủ pháp trắng tịnh, khiến họ nghe nói 10 giới hạnh, đã hay bố thí điều phục người, khiến nghe tiếng tịch diệt niết bàn. Nếu chúng sinh chưa tu hành đầy đủ pháp trắng tịnh, thì khiến cho họ nghe nói 10 giới hạnh. 10 giới hạnh tức là: một giới chẳng xả bỏ bồ đề tâm, hai giới xa lìa bậc nhị thừa, ba giới quan sát lợi ích tất cả chúng sinh, bốn giới khiến tất cả chúng sinh trụ nơi Phật pháp, năm giới tu sở học của tất cả Bồ Tát, sáu giới nơi tất cả pháp vô sở đắc, bảy giới đem tất cả căn lành hồi hướng về Bồ Đề, tám giới chẳng chấp trước thân của tất cả chư Phật, chín giới lìa tư duy chấp lấy tất cả pháp, 10 giới các căn luật nghi. Như vậy thì đã có thể bố thí điều phục người, khiến cho nghe tiếng tịch diệt niết bàn. Nếu người trí kém không thương xót, chán ghét sinh tử tự cầu lìa, khiến họ nghe nói ba thoát môn, khiến được thoát khổ vui niết bàn. Nếu có người trí nguyện rất thấp kém, không có lòng từ bi cứu khổ chúng sinh, chẳng có lòng thương xót giáo hóa chúng sinh, họ chán ghét sinh tử tự cầu lìa khỏi ba cõi mà chẳng muốn độ thoát chúng sinh, Phật khiến cho họ nghe nói pháp ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, khiến cho họ được thoát khỏi biển khổ, hưởng thọ sự an vui bốn đức niết bàn thường lạc ngã tịnh. Phật giáo chủ trương về phương diện vật chất là vô thường khổ không vô ngã, tức cũng là pháp thế gian. Về phương diện tinh thần là thường lạc ngã tịnh, tức cũng là pháp xuất thế gian. Ở trước là pháp hữu vi, ở sau là pháp vô vi. Nếu có tự tánh ít các dục, nhàm chán ba cõi cầu tịch tĩnh, khiến họ nghe nói các duyên khởi, nương độc giác thừa mà xuất ly. Nếu như có chúng sinh trong tự tánh của họ có rất ít dục niệm, nhàm chán cảnh giới ba cõi, muốn cầu tịch tĩnh, thì khiến cho chúng sinh đó nghe nói đạo lý tất cả pháp tiểu duyên khởi, tức cũng là pháp 12 nhân duyên. Do đó vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ duyên hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, cuối rồi lại bắt đầu, vĩnh viễn không ngừng. Minh bạch đạo lý này thì phải diệt trừ vô minh. Vô minh hết thì cho đến già chết cũng hết. Như vậy thì sẽ xa lìa sinh tử. Đây là chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Y chiếu theo pháp môn của độc giác thừa tu thì sẽ thoát khỏi biển khổ, chứng được quả vị bích tri Phật. Độc giác là khi không có Phật tại thế, các ngài ở trong rừng sâu núi thẳm tự mình tu hành một mình, ăn trái cây uống nước suối, mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, cảm thấy tất cả là vô thường, do đó mà ngộ đạo. Khi có Phật tại thế thì các ngài tu pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo, xưng là duyên giác. Thành văn và duyên giác là bậc nhị thừa, đều là tự liễu hán, tự lợi chẳng lợi tha, tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha. Cho nên Phật của họ là tiêu nha bại trùng, không thể tiếp nối huệ mạng của Phật. Nếu có thanh tịnh, tâm rộng lớn, đầy đủ thi giới, các công đức, gần gũi Như Lai đủ thương xót, khiến họ nghe nói tiếng đại thừa. Nếu có người thanh tịnh, tâm rộng lớn, đầy đủ lục độ tất cả các công đức, hay gần gũi mười phương ba đời tất cả chư Phật, đầy đủ lòng từ bi thương xót, khiến cho họ nghe nói diệu pháp âm đại thừa. Pháp đại thừa tức là không chấp đạn, không chấp thường, chẳng chấp không, chẳng chấp có. Pháp trùng đạo liễu nghĩa tức cũng là pháp môn trần không diệu hữu, chẳng rơi vào hai bên tức là trung đạo. Hoặc có cõi nước nghe một thừa, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, năm, như vậy cho đến nhiều vô lượng, đó đều sức phương tiện của Phật. Hoặc có chúng sinh cõi nước này nghe được một thừa Phật pháp, hoặc nghe được hai thừa Phật pháp, hoặc nghe được ba thừa, bốn thừa, năm thừa Phật pháp, như vậy cho đến nhiều vô lượng, đó đều là sức phương tiện khéo léo của Phật dùng thị hiện ra. Niết bàn tịch tĩnh chưa từng khác, trí hạnh thắng liệt có khác biệt. Ví như hư không một thể tánh, chim bay xa gần đều khác nhau. Niết bàn và tịch tĩnh đều là một cảnh giới, bất quá trí huệ và sự tu hành có cao thấp, có sự phân biệt. Ví như hư không là một thể tánh, nhưng có chim bay rất xa, có chim bay rất gần đều khác nhau, nhưng chẳng lưu lại dấu vết nào ở trong hư không. Thần Phật âm thanh cũng như vậy, khắp cùng tất cả cõi hư không, tùy tâm trí chúng sinh đặc thù, chỗ nghe chỗ thấy đều khác biệt. Thần và âm thanh của Phật cũng như vậy, khắp cùng tất cả cõi hư không. Do đó có câu tận hư không khắp pháp giới, để khắp tất cả mọi nơi, tùy thuận tâm niệm và trí huệ đặc thù của tất cả chúng sinh mà chỗ nghe chỗ thấy đều khác biệt. Phật nhờ quá khứ tu các hạnh, hay tùy sở thích diễn diệu âm, tâm chẳng tính toán nghĩ đó đây, ta vì ai, nói ai không nói.
Do nhờ trong quá khứ Phật tu hành pháp môn lục độ vạn hạnh cho nên tùy sở thích tâm của chúng sinh mà dễ nói diệu pháp âm. Phật chẳng có tâm niệm tính toán nghĩ đó đây, rằng ta nói pháp cho chúng sinh đó, ta chẳng nói pháp cho chúng sinh kia. Phật chẳng có tâm phân biệt như thế. Phật đối với chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có quan niệm giai cấp. Phật đề xướng địa vị bình đẳng, kinh tế bình đẳng, chủng tộc bình đẳng, chính trị bình đẳng. Bất cứ người nào xuất gia tu đạo đều mang họ Thích, đều là đệ tử của Phật. Trên là ông vua, dưới là kẻ ăn mày, chẳng phân biệt sang hèn, chẳng phân biệt trí ngu. Ai chịu dụng công tu hành thì người đó sẽ chứng quả A-la-hán. Ví như ngài A-nan chú trọng về đa văn, chẳng chú trọng về giới luật, chẳng chú trọng về sự tu trì, cho nên không thể chứng quả A-la-hán. Về sau trước khi tập kinh điển mới chứng quả A-la-hán. Do đó có thể thấy Phật tuyệt đối đại công vô tư, đối đãi với bất cứ ai cũng đều bình đẳng, chẳng phân biệt người thân kẻ sơ, người gần kẻ xa, đều thương như con. Đây là chỗ vĩ đại của Phật. Nơi mặt Như Lai phóng đại quang đầy đủ số 84.000, diễn nói pháp môn cũng như thế, chiếu khắp thế giới trừ phiền não. Đức Phật phóng luồng đại quang minh trắng đầy đủ số 84.000. Pháp môn nói ra cũng có 84.000 pháp môn. Đại quang minh tạng đó chiếu khắp 10 phương thế giới, trừ hết sạch 84.000 thứ phiền não của chúng sinh. Đầy đủ thanh tịnh công đức trí mà thường tùy thuận ba thế gian, ví như hư không chẳng nhiễm trước, vì chúng sinh mà hiện ra đời. Phật đã đầy đủ thanh tịnh công đức trí huệ, thời thường tùy thuận tâm chúng sinh ba thế gian mà chuyển bánh ra diệu pháp, ví như hư không thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm trước nào, vì giáo hóa điều phục chúng sinh mà thị hiện ra đời. Hiện có khổ sinh già bệnh chết cũng hiện trụ thọ nơi thế gian, tùy thuận thế gian hiện như vậy, thể tánh thanh tịnh đồng hư không. Thị hiện có khổ sinh già bệnh chết cũng thị hiện trụ thọ mạng lâu dài nơi thế gian, tùy thuận tâm chúng sinh thế gian mà thị hiện như vậy, nhưng thể tánh của Phật thanh tịnh đồng hư không. Tất cả cõi nước không bờ mé, chúng sinh căn dục cũng vô lượng, mắt trí của Phật đều thấy rõ, tùy sự ứng hóa hiện Phật đạo. Tất cả hết thảy cõi nước không có bờ mé, căn tánh và dục niệm của chúng sinh cũng vô lượng, nhưng mắt trí huệ của Phật đều nhìn thấy rõ ràng. Do đó Phật quán sát căn cơ của chúng sinh. Vì người mà nói pháp tùy chúng sinh đáng được sự giáo hóa thì hiện Phật đạo, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, sinh tu vô thượng đạo. Rốt ráo hư không mười phương cõi, hết thảy trong đại chúng trời người, tùy hình tướng họ đều khác nhau, Phật hiện thân họ cũng như thế. Do giáo tận cùng mười phương cõi hư không pháp giới, vì hết thảy chư thiên và nhân loại trong đại chúng tùy thuận tất cả hình tướng khác nhau của chúng sinh, Phật bèn thị hiện thân tướng giống như họ để giáo hóa chúng sinh, để điều phục chúng sinh. Hoặc trong đại chúng hội sa môn, cạo bỏ râu tóc mặc cả sa, cầm giữ y bát hộ các căn, khiến họ hoan hỉ rất phiền não. Hoặc trong đại chúng hội sa môn dịch là cần tức, là biệt danh của người xuất gia, nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, cạo bỏ râu tóc mặc y cà sa, thần làm tỳ kheo ôm bát đi khất thực, chẳng lựa nhà giàu mà khất thực, cũng chẳng bỏ nhà nghèo, chẳng khất thực, mà đi khất thực bình đẳng, khiến cho họ gieo trồng ruộng phước, đi khất thực có thứ tự, chỉ khất thực 7 nhà, như vậy sẽ khống chế được tâm tham. Người xuất gia cầm giữ ba y một bát, hộ trì các căn, nghiêm trì giới luật, khiến cho chúng sinh thấy được đức tướng của sa môn mà sinh tâm hoan hỷ, dứt trừ phiền não. Hoặc lúc gần gũi bà la môn, vì họ thị hiện thân gầy ốm, chống gậy ôm bát luôn thanh tịnh, đầy đủ trí huệ khéo dễ nói. Hoặc có lúc gần gũi bà la môn tu hạnh thanh tịnh, liền vì họ thị hiện thân gầy ốm, tay chống tích trượng ôm bình bát luôn thanh tịnh trong sạch, đầy đủ đại trí huệ khéo dễ nói pháp vi diệu. Nhà cũ nước mới tự no đủ, hớp gió uống xương không ăn uống, hoặc ngồi hoặc đứng không lay động, hiện tu khổ hạnh dẹp ngoại đạo. Có người tu hành công phu nhà cũ, tức là thở hơi cũ ra và hít hơi mới vào, ăn không khí tức là ăn no, khiến cho người tu hành uống gió tây bắc thì sẽ no, không cần ăn cơm, hoặc hớp gió uống xương không ăn bất cứ vật gì, hoặc ngồi hoặc đứng thân không lay động. Ngài thị hiện tu khổ hạnh như vậy là để hàng phục kẻ ngoại đạo, khiến cho họ bỏ đi khổ hạnh vô ích. Phải tu hành pháp môn chân chánh đều có đại lợi ích đối với thân tâm. Hoặc giữ giới làm thầy thế gian, khéo thông y dược các thứ luận, thư số thiền văn địa lý tướng, những điều kết hung đều biết rõ. Hoặc giữ giới luật thanh tịnh, làm luật sư thế gian, hoặc khéo trị bệnh, thông đạt y dược thuốc men, tất cả các thứ luận về y học đều biết rõ thông đạt, về thư pháp số học thiên văn địa lý tướng số và những điều kết hung đều biết rõ.
Người đi học thời xưa ở Trung Quốc đều phải tinh thông lục ngạn, môn nào cũng biết cũng giỏi thì mới được tốt nghiệp có bằng cấp, sau đó phục vụ cho xã hội, giúp ích cho đất nước, đem sở học kỹ thuật cống hiến cho quốc gia, lợi cho nhân dân an cư lạc nghiệp. Ai ai cũng có cơm no áo ấm. Thời đại Xuân Thu, Đức Khổng Tử đề xướng giáo dục bình dân, cải cách chuyên lợi chế độ của tầng lớp quý tộc đương thời. Phương châm giáo dục của Đức Khổng Tử là chủ trương giáo dục văn võ hợp nhất. Con người phải có thân thể khỏe mạnh, học thức phong phú, chẳng phải hạng thư sinh ốm yếu, ngũ cốc bất phân, tứ chi bất động. Đương thời Đức Khổng Tử có 3.000 học trò, phần đông là những người nghèo khổ. Trong số học trò có 72 người tinh thông lục ngạn. Lục ngạn là gì? Một, lễ, tức là lễ tiết, lễ phép, lễ nghi. Phàm là lễ cưới hoặc tang lễ đều phải hợp với quy củ lễ nghi, không thể tán loạn được, bằng không thì sẽ thất lễ, khiến cho người ta chê cười. Hai, nhạc, tức là âm nhạc. Âm nhạc có thể làm ảnh hưởng đến tánh tình con người, nghe được âm nhạc trang nghiêm, khiến cho con người khởi lòng cung kính, phát bồ đề tâm. Nếu nghe âm nhạc tình ái thì làm cho lòng người nghĩ tưởng bông lung. Tóm lại, nghe âm nhạc chánh đáng thì khiến cho con người từ xấu thành tốt, còn nghe âm nhạc không chánh đáng thì khiến cho con người từ tốt thành xấu. Âm nhạc có sự phát sinh tác dụng như thế. Sự việc trên thế gian chẳng có đạo lý nhất định, chỉ nhìn bạn dùng được hay không dùng được mà quyết định. Nếu dùng được thì không tốt cũng biến thành tốt, nếu không dùng được thì tốt cũng biến thành không tốt. Ví như tỷ xương, còn gọi là thạch tín, là thuốc cực độc. Khi người nào bị mụt nhọt độc thì phải dùng nó để chữa trị, do đó lấy độc trị độc thì mới có thể chữa lành vết thương. Nhưng liều lượng phải đúng, nếu ăn uống nhiều quá thì chất độc có thể làm chết người, còn nếu uống ít quá thì trị không khỏi bệnh, không nhiều không ít mới là thuốc hay. Nhân sâm ai ai cũng đều biết là thuốc hay, nhưng uống nhiều quá thì sẽ có hại. Tóm lại, thuốc có độc mà biết dùng thì thành thuốc hay, còn thuốc hay không độc mà không biết dùng thì sẽ biến thành thuốc độc. Công năng của âm nhạc cũng lại như thế. Nếu như thường nghe âm nhạc nói về nhân từ đạo đức thì rất tốt, có thể bồi dưỡng thể tánh thêm thuần thiện. Do đó có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoặc là nhuộm đỏ thành đỏ, nhuộm vàng thành vàng. Cho nên âm nhạc có thể biến đổi tánh tình và khí chất con người. Ví như người ác sống với người thiện, lâu dần thì sẽ bị cảm hóa, tự nhiên sẽ sửa lỗi làm mới, trở thành con người mới. Do đó có câu, lãng tử hồi đầu, kim bất hoán. Thậm chí biến đổi còn thiện lương hơn là người thiện, vì họ phản tỉnh việc làm của họ trong quá khứ, trên có lỗi với trời, dưới có lỗi với đất, có lỗi với cha mẹ, lại có lỗi với sư trưởng, cho nên quyết định cải tà quy chánh, chuyên làm việc lợi ích cho mọi người. Những vị hôn quân vô đạo thời xưa rất thích nghe âm nhạc dâm dục, thứ âm nhạc này khiến cho họ phát điên cuồng, những vị vua sáng suốt thì tuyệt đối không nghe thứ âm nhạc này. Ba, xạ, tức là bắn cung. Học sinh thời xưa nhất định phải học kỹ thuật bắn cung, tức là thể dục bây giờ, lúc vô sự thì giúp thân thể khỏe mạnh, còn khi có việc thì bảo vệ đất nước. Thời xưa có người bắn cung rất giỏi, có thể cách hàng trăm thước vẫn bắn trúng, do đó bách phát bách trúng thì mới gọi là giỏi được. Bốn, ngự, tức là đánh xe ngựa. Chẳng những minh bạch kỹ thuật đánh xe mà còn phải hiểu tánh tình của con ngựa. Thời xưa tác chiến hay dùng chiến thuật về chiến xa. Một xe gồm hai con ngựa, trên xe có bốn người sĩ tốt hướng tây tác chiến. Nếu không biết tình hình về ngựa thì không cách chi cầm cương tiến về trước hoặc lùi về sau. Đây cũng là một trong lục nghệ, cho nên đừng khinh thường người đánh xe, cũng có một chút đạo lý học vấn trong đó, nếu không nghiên cứu học hỏi thì không biết được. Năm, thư, tức là viết chữ. Chữ ngày xưa hoặc dùng dao khắc trên cây tre hoặc dùng mực viết trên cây tre, đây đều phải có kỹ thuật đặc biệt. Tùy theo thời đại thay đổi, sau này thì viết trên lá rồi viết trên giấy. Viết chữ là chiêu bài của người đi học. Viết chữ phải ngay thẳng, khiến cho họ khi nhìn thấy thì biết ngay là có học vấn. Cho nên người đi học phải một phen khổ công phu luyện tập viết chữ, đây cũng là một trong lục nghệ. 6. Số, tức là toán số, phương thức tính toán số mục. Trước kia hay dùng bảng cửu trương dùng để tính toán, cộng trừ nhân chia. Đây là cách huấn luyện đầu óc linh hoạt của trẻ con. Bây giờ khoa học tiến bộ, học sinh không cần dùng đầu óc để tính toán đáp số mà dùng máy tính để thay thế. Cứ như vậy thì từ từ đầu óc của con người ít hoạt động. Bây giờ máy vi tính rất phổ biến, bất cứ việc gì đều dùng máy vi tính để làm việc. Con người dần dần sẽ biến thành con người đầu gỗ, chẳng còn tri giác. Rất nhiều người còn không theo kịp sự linh hoạt của máy móc, tương lai e rằng sẽ trở thành người bị đào thải.
Lục nghệ này là quá trình đại học của thời xưa, học hết mới tốt nghiệp. Hiện nay quá trình đại học càng nhiều hơn, quá trình thể dục bao quát chơi nhiều thứ như đá banh, bóng chuyền, bóng ném, vân vân, bơi lội, điển kinh, vân vân. Còn có chính trị học, kinh tế học, triết học, sử học, văn học, khí tượng học, địa chất học, pháp luật học, y dược học, vân vân, còn rất là nhiều môn khác nữa. Thâm nhập các thiền và giải thoát, tam muội thần thông trí huệ hạnh, luận đàm ca ngâm và vui đùa, phương tiện đều khiến chủ Phật đạo. Thâm nhập tất cả thiền định và pháp môn giải thoát, tam muội thần thông trí huệ hạnh môn, luận đàm ca ngâm và vui đùa, Bồ Tát hay dùng đủ thứ pháp môn phương tiện đều khiến cho chúng sinh trụ nơi Phật đạo. Tức cũng là dạy người đi tìm gốc rễ, đừng bỏ gốc tìm ngọn, cầu pháp ngoài tâm. Nên biết sự việc trên thế gian, càng chạy thì càng xa, càng tìm thì càng nhiều. Nghiên cứu đạo lý là nghiên cứu không khi nào hết được. Đạo lý này nghiên cứu minh bạch rồi, thì đạo lý khác lại đến, vĩnh viễn vô cùng tận. Ví như nói về nhân loại, giống như người trên thế giới. Giống người trên thế giới gồm có người da trắng, người da vàng, người da đen, người da đỏ. Trong số người da vàng thì có hơn 50 thứ dân tộc, phân tích kỹ ra thì có ngàn sai vạn biệt, cho nên càng nghiên cứu thì càng nhiều, vĩnh viễn nghiên cứu không hết được. Nếu không tiến về trước thì lùi về sau, do đó chúng ta phải tiến về trước, không nghiên cứu vấn đề cái ngọn, phải trở về nguồn cội, nương tựa nơi Phật đạo. Hoặc hiện áo mặc dùng nghiêm thân, đầu đội mũ hoa che lọng cao, bốn bên trước sau cùng vây quanh, tuyên bố ra oai phục vua nhỏ. Bồ Tát hoặc hiện ra áo mặc tốt đẹp dùng trang nghiêm thân, đồng đội mũ hoa che lọng báu cao, có bốn binh, binh voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ, trước sau cùng vây quanh bốn phía, lại có vệ sĩ bảo vệ tuyên dương oai đức của Chuyển Luân Thánh Vương để hàng phục tất cả những ông vua nhỏ. Hoặc làm quan tòa xử kiện tụng, kéo dài thế gian các vụ việc, hết thầy khen phạt đều công minh, khiến cho tất cả đều vui mừng. Hoặc làm quan tòa phán đoán xử lý các việc kiện tụng, thiết diện vô tư, khéo hiểu biết tất cả các vụ việc thế gian, hết thảy sự khen phạt đều công minh, tự hào không có thiên vị một ai, khiến cho người bị hại cảm thấy công bằng, tâm ý đều vui mừng, tâm phục khẩu phục. Hoặc làm quan lớn chuyên giúp vua, khéo dùng các vua trị chánh pháp, mười phương lợi ích đều khắp cùng, tất cả chúng sinh chẳng biết rõ. Hoặc làm quan lớn trợ giúp vua xử lý chuyện quốc gia đại sự, khéo dùng sự thống trị hợp lý của các vua nhỏ khác để trị vì đất nước. Hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới đều được lợi ích, nhưng tất cả chúng sinh không nhất định biết rõ. Hoặc làm túc tán các vua nhỏ, hoặc làm phi hành chuyển luân vương, khiến các vương tử, chúng thể, nữ, thầy đều thọ hóa không dò được. Hoặc làm các ông vua nhỏ, hoặc làm chuyển luân thánh vương, ngồi trên kim luân bay đi bốn đại châu để tuần tra. Nội trong một ngày thì hoàn thành nhiệm vụ, tốc độ bay nhanh của chuyển luân vương so với hỏa tiễn hiện tại bây giờ nhanh gấp vạn lần. Ngài có thể khiến cho các vương tử và cung phi thể nữ phi tận cùng với các quan đại thần hoàn toàn tiếp thọ được sự giáo hóa của chuyển luân vương. Nhưng chẳng có ai có thể dò lường được cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Chuyển luân vương phân làm bốn thứ: một, kim chuyển luân thống trị bốn thiên hạ; hai, ngân luân vương thống trị ba thiên hạ; ba, đồng luân vương thống trị hai thiên hạ; bốn, thiết luân vương thống trị một thiên hạ. Bốn thiên hạ tức là bốn đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lư Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Bốn đại châu dùng núi Tu Di làm trung tâm. Nếu như Kim Luân Vương tinh tấn tu hành thì lập tức sẽ thành Phật, nếu không thì vẫn làm chuyển luân thánh vương. Hoặc làm hộ thế tứ thiên vương, thống lãnh các dòng dạ xoa thầy, về chống hội họ mà thuyết pháp, tất cả đều khiến vui mừng lớn. Hoặc làm hộ thế tứ đại thiên vương, tức là Đồng Chỉ Quốc Thiên Vương, Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Đa Văn Thiên Vương. Bốn vị thiên vương này giữ gìn bốn thiên hạ, các ngài thống trị các loài rồng và dạ xoa, vân vân, cùng với người chẳng phải người. Ý chúng hội của họ mà dễ nói diệu pháp, khiến cho họ đều sinh tâm vui mừng lớn, hoan hỷ mà được cảnh giới chưa từng có. Hoặc làm Đa Lợi Đại Thiên Vương, trụ thiện pháp đường vườn hoan hỷ, đầu đội mão hoa nói diệu pháp, chư thiên chiêm ngưỡng chẳng dò được. Hoặc làm Đa Lợi Đại Thiên Vương, trời 33, trụ ở thiện pháp đường trong vườn hoan hỷ, đầu đội mã hoa ngồi trên tòa báu diễn nói diệu pháp. Tất cả chư thiên chiêm ngưỡng dùng nhàn của Đa Lợi Thiên Vương uy nghiêm khởi kính. Tại sao? Vì ông ta oai nghi trang nghiêm và công đức của ông ta không thể dò được.
Ông ta là trời Đế Thích hoặc là Thích Đệ Hoàn Nhân, ở trong chú Lăng Nghiêm gọi là Nhân Đà La Gia, đạo giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Chúa giáo gọi là Thiên Chúa, Cơ Đốc giáo gọi là Thượng Đế. Tên gọi tuy khác nhau nhưng kỳ thực là Thiên Chủ, cõi trời Tam Thập Tam. Vị Thiên Chủ này thuở xưa là một người phụ nữ rất nghèo, cô ta làm việc trợ giúp khác để sinh sống. Một ngày nọ cô ta đi ngang qua một ngôi chùa cổ, thấy chánh điện bị hư hoại. Chính giữa chánh điện chỗ Đức Phật ngồi, mái ngói bị sập xệ hư hoại nên mưa gió ập xuống thổi vào. Tượng Phật thì bị tróc sơn, cũ kỹ, không trang nghiêm. Cô ta thấy vậy bèn phát tâm trùng tu ngôi chùa cổ, sơn son thiếp vàng lại tượng Phật. Nhưng cô ta rất nghèo, chẳng đủ khả năng để làm, bèn đi khắp nơi quyên góp. Đương thời có 32 người phụ nữ khác thấy cô ta thành tâm quyên góp cũng cảm động, cùng phát tâm tham gia, đồng tâm hiệp lực để làm việc công đức này. Chẳng bao lâu công đức viên mãn, chánh điện làm mới lại rất khang trang. Tượng Phật sơn son thép vàng lại rất trang nghiêm đẹp đẽ, khiến cho ai thấy cũng đều sinh tín tâm. 32 người nữ đó nhờ công đức trùng tu ngôi chùa cổ và sơn son thép vàng lại tượng Phật mà sau khi chết đi được sinh về cõi trời Đau Lợi. Người phụ nữ đi quyên góp đó làm Thiên Chủ cõi trời 33, thống trị 32 trời kia. Còn 32 người phụ nữ cũng phát tâm làm 32 thiên phương, nhờ công đức đó nên được sinh về cõi trời hưởng phước. Do đó có thể thấy chúng ta xây dựng chùa chiền có công đức không thể nghĩ bàn, tương lai đắc được vô lượng phước báu. Bất quá thứ phước báu này chỉ là hưởng phước trên cõi trời mà không thể hưởng cảnh vui chân thật niết bàn bốn đức. Khi phước trời hưởng hết thì vẫn phải bị đọa lạc vào trong sáu nẻo luân hồi thọ sinh tử. Do đó có câu, chấp tướng bố thí sinh phước trời giống như mũi tên bắn vào hư không. Chấp trước tướng để bố thí thì giống như dùng mũi tên bắn vào hư không, cuối cùng mũi tên cũng rơi xuống đất. Trong chứng đạo ca có nói, thế lực hết, mũi tên rơi xuống đất, chiêu lại đời sau chẳng như ý. Khi phước trời hưởng hết rồi lại phải đọa lạc xuống nhân gian, chiêu thọ rất nhiều sự việc không như ý. Trên trời tuy là sung sướng, nhưng khiến cho con người chẳng biết tu hành, dễ bị mê hoặc. Nhân gian tuy có nhiều khổ nhưng làm cho con người tinh tấn tu hành, thoát khỏi bao cõi, chấm dứt sinh tử, vĩnh viễn không còn thọ khổ luân hồi nữa. Trời 33 như thế nào? Vì cõi trời này là tầng trời thứ hai của dục giới, ở trên đỉnh núi Tu Di, chưa lìa khỏi đất, nên gọi là địa cư thiên. Chung quanh mỗi hướng có 8 trời, chính giữa có một trời, cộng lại là trời 33. Hoặc trụ dạ ma trời đâu xuất, hóa lạc tự tại chỗ ma vương, ở nơi cung điện mà nì báu, nói hạnh chân thật khiến điều phục. Hoặc trụ ở cõi trời dạ ma, hoặc trụ ở cõi trời đâu xuất, hoặc trụ ở cõi trời hóa lạc, hoặc trụ ở cõi trời tha hóa tự tại, hoặc trụ ở chỗ mà vương, tóm lại cung điện dùng để ở, đều làm bằng mani bóng. Phật vì họ diễn nói đạo lý chân thật tu hành, khiến cho họ đều được điều phục không còn căng cường. Hoặc đến Phạm Thiên trong chúng hội, nói bốn vô lượng hoặc các thiền, khắp khiến hoan hỷ bèn xả bỏ, mà chẳng biết tướng họ đến đi. Hoặc trụ ở trong chúng hội cõi trời Đại Phạm Thiên, nói đạo lý bốn tầm vô lượng, hoặc nói đạo lý tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, nhưng vẫn phải thoát khỏi sự hoan hỷ này mà chẳng chấp vào sự hoan hỷ này, lại còn phải hướng tinh tấn hướng về trước, chẳng ai biết được tướng trạng đến đi này. Thế nào là bốn tâm vô lượng? Một, từ vô lượng tâm, tức là ban vui cho tất cả chúng sinh, do đó có câu vô duyên đại từ, chẳng phân biệt kẻ thân người xa, đều xem như nhau, đều ban vui cho họ. Hai, bi vô lượng tâm, nhổ sự đau khổ của tất cả chúng sinh, do đó có câu đồng thể đại bi, tức cũng là tinh thần người khác đói như mình đói, người ta khát nước như mình khát nước. 3. Hỷ vô lượng tâm, thấy người khác có niềm vui thì mình cũng vui, không thể thấy người khác có chuyện vui thì mình đố kỵ không vui, còn thấy người khác có chuyện buồn thì mình vui. 4. Xả vô lượng tâm, đối đãi với tất cả chúng sinh kẻ oán người thân đều bình đẳng, chẳng sinh thương ghét, làm việc công đức chẳng cầu quả báo, xả bỏ bố thí chẳng có tâm xí đồ. Không xả bỏ được mà xả bỏ được, đó mới thật là xả bỏ. Bồ Tát vì cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ mới xả bỏ sự an lạc, đất nước thanh tịnh, để đến thế giới Ta Bà kham nhẫn này, cam tâm tình nguyện sống với tất cả chúng sinh, chịu cực chịu khổ, chẳng sinh tâm nhàm mỏi. Đây tức là tinh thần từ bi hỷ xả. Người hành Bồ Tát đạo nhất định phải thực hành bốn pháp nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự và bốn tâm vô lượng thì công đức mới có sự thành tựu, bằng không nói mà làm chẳng được thì chẳng có ích lợi gì. Thế nào là trời tứ thiền? Một, trời sơ thiền, tại sắc giới, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm.
tên là Ly Sinh Hỷ Lạc Địa, vì lìa khỏi sự khoái lạc của chúng sinh, đắc được một thứ khoái lạc khác ở trong tự tánh công phu. Hai, trời Nhị Thiền, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, tên là Định Sinh Hỷ Lạc Địa. Trời này ở trong định sinh ra một thứ khoái lạc không gì sánh bằng, do đó có câu thuyền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, đắc được sự khoái lạc này thì không biết đói khát, dù bao nhiêu ngày không ăn không uống cũng chẳng có quan hệ gì. Đến được cảnh giới này không thể chấp trước, nếu chấp trước thì sẽ nhập vào cảnh giới ma, còn gọi là tẩu hỏa nhập ma, mất hết sạch công phu lúc trước, cho nên không thể không cẩn thận. 3. Trời Tam Thiền, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, tên là Ly Hỷ Diệu Lạc Địa. Để khỏi sơ thiền, hoan hỷ của Nhị Thiền, đắc được sự khoái lạc diệu không thể tả, cảm giác tất cả đều là Phật Pháp, tất cả là khoái lạc. 4. Trời Tứ Thiền, trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, tên là Xà Niệm Thanh Tịnh Địa. Ý niệm về sự khoái lạc cũng xả bỏ, đạt đến giai đoạn vô vi mà vô bất vi. Đây bất quá vẫn là cảnh giới thiền định của phàm phu mà thôi, chứ chẳng phải là sự thành tựu chứng quả thánh. Trời Tứ Thiền là con đường công phu tham thiền phải đi qua, chút này các vị nên hiểu cho rõ ràng. Hoặc đến trên cõi trời hữu đỉnh, vì nói giác phần các hoa báu và vô lượng thánh công đức khác.